Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì một giờ ba phút tới đây thì Hùng Lê cùng với các anh chị của chúng ta sẽ cùng đi trao đổi ba cái nội dung rất là quan trọng của video tuần phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi view danh mục các cái mã cổ phiếu mạnh các cái mã cổ phiếu khá là căn bản của thị trường chung À, phần thứ hai thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi đánh giá lại à, kịch bản phân tích tuần à, trong video tuần 138 tức là tuần vừa qua, tuần thứ hai của tháng 8. À, phần thứ ba thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ có một vài à, các cái nhận định dự báo về xu hướng thị trường trong tuần tiếp theo. Và như các anh chị em của chúng ta cũng đã biết tuần vừa qua là một tuần giao dịch à, rất thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam. Uh, index của chúng ta tiếp tục giữ ổn định tại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và đặc biệt là phiên kết tuần thì chỉ số index của chúng ta tiếp tục đóng cửa ở trên vùng 1260 điểm. Đấy là một cái cột mốc rất là quan trọng. Và nếu như các anh chị em theo dõi các cái bản tin của ông Lê thì các anh chị em cũng đều đã biết rằng tức là cái vùng kháng cự rất mạnh của thị trường. Đó là index ở vùng 1255 đến vùng 1260 thì đến thời điểm hiện tại là cái mức độ bứt phá ra khỏi cái vùng này nó chưa mạnh. Tuy nhiên thị trường của chúng ta cũng đang có những cái dấu hiệu hết sức là khởi sắc. À, cùng với đó thì chúng ta cũng thấy rằng những cái tín hiệu cực kỳ tích cực của chỉ số Dow Jones trong tuần vừa qua, chỉ số Dow Jones đã chính thức break vùng 33.200 điểm. Ok các anh chị, và vùng 33.000, 33.200 điểm là một cái vùng cản rất là quan trọng của chỉ số Dow Jones và một cái bức tranh khá là lạc quan về nền kinh tế Mỹ, về thị trường chứng khoán Mỹ, điều này nó cũng sẽ là một cái nhân tố cực kỳ quan trọng cho thị trường chứng khoán việt nam trong cái tuần giao dịch mới như vậy thì ở nhìn chung tức là cái việc mà kết phiên của giao dịch ngày hôm nay cùng với những cái diễn biến ở trong tuần vừa qua thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng tuần tới sẽ là một tuần giao dịch tiếp tục là một tuần giao dịch thành công của thị trường chứng khoán việt nam à, đây là một cái giai đoạn kiếm tiền rất là tốt chính vậy nên là ông lê cũng mong muốn anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chúng ta phải bám sát các cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường bám sát những cái tín hiệu cổ phiếu mình đang nắm chúng ta tận dụng những cái thời cơ tận dụng những cái uh, nhịp chỉnh cung để chúng ta có thể uh, cover hoặc có thể gom thêm hàng có thể tăng thị trọng những cái mã cổ phiếu tốt của chúng ta Ví dụ nhóm thép trong tuần vừa qua để cùng Lê khuyến nghị rất là nhiều Đó ví dụ như vậy hoặc là một số các mã cổ phiếu khác thì chúng ta sẽ đi phân tích sau Ok và phần thứ nhất thì cũng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ điểm qua nhanh Tất cả những cái mã cổ phiếu Khá là căn bản những cái mã cổ phiếu nào có trọng tâm có trọng lực thì Hùng sẽ dành thời gian để nói sâu hơn còn những cái mã cổ phiếu nào mình chỉ view để chúng ta nhìn Đó thì chúng ta sẽ nói nhanh hơn Ok các anh chị đối với VIX trong tuần vừa qua VIX giao dịch khá là tốt và hiện tại thì VIX đang có vùng hỗ trợ 64 ở đây biên cản là 66 ở đây thì tín hiệu của hai phiên kết tuần khá là ok khả năng thì VIX sẽ có những cái điểm trả cung lại ở khoảng quanh vùng 64.5 đến khoảng vùng 65 với kỳ vọng ngắn hạn thì VIX sẽ đánh vượt break vùng 77 vùng 66 để chúng ta có được một cái trend kỹ thuật bẻ lại cái trend kỹ thuật tăng ở đây như vậy khi vít kéo thì uh, sẽ là một cái yếu tố rất là tích cực đối với điểm số của thị trường chung các anh chị lưu ý như vậy uh, đối với vinhome trong tuần vừa qua thì vinhome đã quay trở lại test cung theo dự kiến ở vùng 61.3 đấy các anh chị đó chúng ta nhìn thấy rằng có những cây nến mà nó uh, liên tục nó đi qua ngang qua đây thì đấy là những cái dự báo ở vùng lên tất nhiên là không thể tuyệt đối được các anh chị nhá uh, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của uh, Vinhome thì khả năng tuần tới Vinhome vẫn tiếp tục đi ngang ở khoảng quanh biên 61 đến khoảng biên 61.3 trước khi mà nó phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Ở VRE trong tuần vừa qua thì uh, nhìn chung là khá tích cực và phiên kết tuần thì nó đã lấp lại được cái gap trong phiên ngày hôm qua điều này cũng khá là ok tuy nhiên lực cầu thì nó đang hơi thấp một tí uh, ngắn hạn các tài khoản cầm VRE chúng ta chú ý vùng hỗ trợ kỹ thuật 28.5 và biên kháng cự 30 đó là vùng giá mục tiêu ở uh, Vinamilk thì nhìn chung cũng chưa có nhiều các cái động lực đâu uh, trong tuần vừa qua thì cũng có dự báo ở khoảng quanh ngưỡng chỉnh ở khoảng quanh 72 đóng mốt đóng cửa ở khoảng 71.9 như vậy là khá sát với hỗ trợ Uh, tuy nhiên với cái lực đánh như này thì khả năng là sang tuần tới thì uh, Vinamilk sẽ có thêm những cái điểm chỉnh cung khả năng ở quanh vùng 70.5 Thì chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, VDC ở trong thời điểm hiện tại uh, như cũng có phân tích và nói ở uh, đây đó là cái xu hướng là nó sẽ đi ngang ở quanh biên 124, 125 Các anh chị nhìn thấy trong tuần vừa qua thì chủ đạo là VDC nó nằm ở trong một cái kênh kỹ thuật chỉnh giảm test cung lại nền Và nhìn về xu hướng hiện tại thì VDC cũng không có uh, nhiều các cái dư địa để các anh chị đầu tư đâu đó súp đông kiên giang rất là tuyệt vời thì đối với súp đông kiên giang cũng đã có khuyến nghị đầu tư ở trên nhóm từ vùng giá 13.5 đến vùng 14 và chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ có thể dùng cái công cụ tìm kiếm của zalo đó và chúng ta có thể tìm lại tất cả những cái phân tích đối với mã cổ phiếu súp đông kiên giang các anh chị có thể nhìn thấy từ tháng 3 đến tận bây giờ đó tháng 4, tháng 7 đó và đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này thì uh, từ cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta bắt đầu nâng dần được cái target của số đông kiên giang lên vùng 16 sau đó thì cũng có nâng lên được cái vùng 19.5 và như vậy thì ở uh, về mặt kỹ thuật là trong tuần này thì là tuần tuần trước thì nó đã đạt được cái kháng cự rồi đó vấn đề cái câu chuyện là bây giờ nó có đi tiếp được hay không đó thì nó sẽ có một cái câu chuyện là uh, tín hiệu giao dịch để chúng ta giúp chúng ta nhận diện thì hiện tại đó là trong tuần vừa qua chốt bất kiên giang đã chỉnh cung lại về quanh vùng 19 đây là cái vùng vùng đã có dự báo các anh chị À, và khi nó về đến vùng 19 thì hùng thấy rằng là à, những cái tín hiệu kỹ thuật của nó cũng đang hết sức là tích cực Đó, các anh chị các anh chị chồng tí chỉnh lại cái cái, cái số rồi ok Uh, về vùng 19 và nó đang có những cái tiệm cận về vùng kháng cự 20 ở uh, 20 ngắn hạn đây các anh chị đang là một cái vùng kháng cự khá là mạnh như vậy thì đối với tài khoản chúng ta cầm xúc lưng kiên giang thì chúng ta sẽ lưu ý ở vùng 19 và vùng 20 ở uh, trong trường hợp lực cầu đánh break được cái vùng 20 cộng ở đây thì chúng ta sẽ hướng lên target ở vùng 21 sau đó là vùng 22.5 và nhịp này thì uh, theo cái quan điểm kỹ thuật cùng là xúc đông kiên giang sẽ tiếp tục đánh nên là chúng ta sẽ tiếp tục cầm Man San thì nhìn chung cũng không có nhiều yếu tố đột biến, à, chủ đạo là những cái trạng thái đi ngang và tích lũy ở trong một cái biên hẹp. Trong tuần vừa qua thì Man San cũng đã chính thức chỉnh cung về quanh 103-105, đó là vùng mùng đã có dự kiến. Khả năng tuần tới thì Man San sẽ công lại ở khoảng quanh vùng 110-115, đấy là vùng kháng cự. Ờ, BVH thì cũng đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu. Đó trong bản tin tuần cũ thì mình có nói đúng anh chị, đó là chúng ta đưa cái target của BVH lên vùng 59.5 đến vùng 60. Đến phiên giao dịch của ngày thứ hai thì BVH tiếp tục công vùng kháng cự. Tuy nhiên vùng kháng cự công không thành thì nó sẽ chỉnh cung, chỉnh nhịp 1 sẽ về vùng 58, chỉnh nhịp 2 thì nó sẽ về ở khoảng quanh biên 55.5 và khoảng biên 56.5. Ở phiên kết tuần thì BVH khá là tốt. Tuy nhiên cái lực cầu trong phiên kết tuần thì nó không đạt. Chính vì vậy nên là khả năng Uh, tuần tới thì BVH sẽ có tiếp những cái điểm chỉnh cung lại quanh vùng 57.2 các anh chị cầm thì chúng ta lưu ý. Và nhịp này thì chúng ta sẽ khi mà tích lũy thành công ở cái điểm này thì chúng ta lại tiếp tục hướng cái vùng kháng cự 58.5 đến vùng uh, à 59.5 đến vùng 60. Còn break được vùng 60 hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm để chúng ta phân tích. Uh, cổ phiếu PNG tuần vừa qua nói chung cũng không có nhiều các yếu tố đột biến và thậm chí là trong 2 3 tuần trở lại đây thì PNG nó đi ở uh, theo một cái biên hình sin. À, chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 112 và vùng kháng cự ở đâu đó khoảng quanh 115 đến 116 và nó đang đi ở trong một cái biên hẹp như vậy thì các anh chị uh, cầm thì chúng ta cũng lưu tâm thêm À, uh, uh, cũng như vậy MBWG chúng ta có phân tích từ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 60 và đang hướng cái vùng target lên vùng 64 tuần này thì chính thức là hai cây nến của phiên giao dịch ngày thứ tư và ngày thứ năm MBWG đạt target kháng cự vùng 64 và nó đang có nhịp chỉnh cung và nhịp chỉnh này thì các anh chị lưu ý ở quanh vùng 62 62.2 đây là cái vùng mà MBWG có thể có những cái điểm chỉnh cung lại đây tích lũy lại đây và tích lũy thành công thì khi đó À, lực cầu tiếp tục quay trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target của MWG lên khoảng quanh vùng 68 và nhịp này thì khả khả năng sẽ đạt ở khoảng vùng 68, 69, 70 ở đây đó và chúng ta chờ thêm cái tín hiệu của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta hoàn toàn có thể định lượng được cái việc đó à, rồi à, bây giờ thì mình sẽ đi phân tích à, sang một cái nhóm rất là quan trọng đó là nhóm thép thì như các anh chị đã biết là hiện tại thì giá thép đang à, có cái sự phục hồi khá là tốt bởi vì cái nhu cầu về xây dựng tại Trung Quốc đang có những cái dự báo được tăng lên ok và chính vậy nên giá thép đã có một sự phù hồi rất tốt và trong tuần vừa qua thì uh, uh, chúng ta đã có những cái uh, trong những tuần vừa qua phải nói là như vậy thì chúng ta đã có những cái điểm uh, khuyến nghị rất là quan trọng rất là quan trọng các anh chị ví dụ như ngày mùng 3 tháng 8 thì hùng đã tiếp tục uh, khuyến nghị uh, các cái mã cổ phiếu uh, của nhóm thép và uh, các cái kháng cự này kháng cự này công các kháng cự này rồi ngày mùng ngày 5 tháng 8 thì chúng ta uh, khuyến nghị là chúng ta bắt thêm bắt thêm các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang cầm nắm đối với Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Chen. Đấy là ba cái mã cổ phiếu ưu tiên hàng đầu. Ở sau đó thì chúng ta có tính toán thêm cả ba cái mã cổ phiếu top, top 2 đó là TLH, TVN và VGS ở trong cái phiên giao dịch. Đó, ngày mùng uh, đây không biết là ngày bao nhiêu ta, ngày bao nhiêu ta. Đây. Nó có đợt nó có hết đấy, 9 giờ ngày mùng 5 tháng 8 khoảng tầm 11 giờ ngày mùng 5 tháng 8 thì cũng đã có khuyến nghị gom thêm nhóm thép ở ngày 19 tháng 8 thì chúng ta tiếp tục uh, tiếp tục có những cái tín hiệu tốt của nhóm thép đó là Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen, VGTV TVn uh, đang có những cái xu hướng break uh, những cái vùng uh, những cái vùng kháng cự rất là đẹp và những cái định hướng mà chúng ta gom thêm ở nhóm thép từ ngày mùng 5 tháng 8 nó là đứng đắn đúng không ạ và nó là hiệu quả đó ở tiếp tục trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì lúc đó là khoảng 10 giờ 5 phút các anh chị đây 10 giờ 5 phút đây các anh chị có nhìn thấy không 10 giờ 5 phút thì hùng đã bắt đầu ngắm đến nhóm thép và nhóm thép đã chỉnh cung và phiên nay bắt đầu tiệm cận lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh và chúng ta sẽ xem xét để gom thêm thép ví dụ HPG sẽ ở những cái vùng 23.3 Nam Kim sẽ ở biên quanh 20.5 Hoa Sen sẽ ở quanh 19.7 đến 20 ở VGS TVN TLH và ai đang cầm mã nào thì chúng ta sẽ cân thêm mã đó. Và các anh chị lưu ý là buổi phiên buổi sáng thì nhóm thép giao dịch rất thững hờ, thậm chí còn có giá chỉnh đỏ các anh chị. Và đến phiên chiều thì mới xanh tím. Như vậy thì chúng ta ở đây là gì? Bản chất cái câu chuyện là cũng là nhóm thép, nhưng cái việc chúng ta tiếp cận được những cái giá vốn tối ưu, chúng ta tiếp cận được đến những cái thời điểm mà chúng ta gom cổ phiếu thì chúng ta sẽ hơn được rất nhiều người. So với những cái tài khoản mà chiều nay đua xanh tím thì chúng ta đã mua ở phiên sáng tại thời điểm 10 giờ 15 phút à 10 giờ 05 phút các anh chị mua thì tại những cái thời điểm đó giá vốn của các anh chị cực kỳ tốt, cực kỳ tối ưu. Như vậy thì cái câu chuyện là một tuần chúng ta có một bản tin tuần nhưng à cái câu chuyện là cổ phiếu nó luôn luôn biến động, cổ phiếu nó luôn luôn có những cái điểm nhấn kỹ thuật và chúng ta cần phải tiếp cận được những cái điểm nhấn kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ cái xác suất thành công của chúng ta sẽ lớn hơn. Hùng không nói là 100% nhưng chắc chắn sẽ hơn rất nhiều người, đó là khẳng định. Đó. Thì đối với nhóm thép thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái kỳ vọng ở trong cái thời gian sắp tới bởi vì nhóm thép đã có một cái hành trình xây nền như ông có nói, đã nó có hành, hành trình xây nền khoảng hơn một tháng rưỡi. Ở đó và cái điểm tích lũy khoảng một tháng rưỡi là điểm tích lũy đủ lớn và đủ đẹp trong một cái nhịp đánh của chúng ta. Đó thì đối với um, HPG như vậy là phiên ngày hôm nay thì nó lấp lại được khoảng quanh vùng 24, xuyên ra quanh vùng 24 ở phiên ngày thứ hai tuần tới có thể nó sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật và mục tiêu của trong nhịp này thì chúng ta vẫn ngắm uh, hòa phát ở khoảng vùng 25 8 đến khoảng vùng 26 tức là hòa phát sẽ hướng lên cái vùng target này ở cổ phiếu Nam Kim Ok các anh chị đó chúng ta có vùng 20.3 20.5 đó là cái vùng mà nó đã tiệm cận về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và sáng nay ngay lập tức khuyến nghị các anh chị bắt thêm thì chúng ta có thể là cái cái việc mà cái giá thì các anh chị có thể điều chỉnh thêm một tí bởi vì là cái cái hùng hùng không thể là là chính xác tuyệt đối được ví dụ có đôi lúc là chúng ta có thể giảm đi cộng trừ đi một vài like đấy là câu chuyện rất bình thường chúng ta không thể cứng nhắc được đúng không ạ đó thì uh, nam kim uh, trong nhịp này thì chúng ta mục tiêu là nó sẽ phải công thủng cái vùng kháng cự 22 và nó bứt bứt được cái vùng 22 này thì lúc đó chúng ta sẽ ngắm cái vùng cao hơn đó là khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26 sáu cổ phiếu hoa sen ngày hôm nay cũng giao dịch cực kỳ đẹp và hoa sen phải nói là cực kỳ đẹp luôn đẹp cái này là đẹp đẹp kiểu đẹp hơn kiểu các anh chị đẹp hơn kiểu luôn đó và hoa sen thì cũng đã bắt đầu phân tích một sóng lên các anh chị có thể xem lại những cái clip của ông lê trước đây từ những cái thời điểm mà hoa sen ở tích lũy ở vùng 15 16 ở đây đó chúng ta lần lượt nâng cái target của hoa sen lên vùng 17.7 break vùng 17.7 thì chúng ta hướng cái vùng kháng cự ở đây là vùng 20 và chính thức là vùng 20 thì trong tuần vượt tuần trước của nó đạt rồi nó đạt xong thì nó test cái anh chị cái biên biên test của nó 19.7 đến vùng 20 nó test cực kỳ đẹp luôn cả tuần luôn nó test cả tuần luôn đó và cái cây nến của ngày hôm nay cây nến kết tuần và sáng nay thì cũng đã có khuyến nghị là chúng ta phải gom thêm năm hoa hoa sen khẩn trương lên đó và sau khi gom xong thì các anh chị nhìn thấy ạ một cây nến kết tuần uh, cực kỳ đẹp đây là một cây nến cường lực các anh chị uh, với cái động thái như thế này thì khả năng vùng 21 21.2 không biết là có có hay không thì cũng không dám chắc nhưng khả năng có thể có một cái nhịp rơ ở đây thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta canh thu gom thêm với mục tiêu có thể ngắm hoa sen ở vùng 24 đến khoảng vùng 25 Cổ phiếu VGS cũng đã được khuyến nghị uh, bắt đầu tư VGS đẹp rồi, đẹp lắm các anh chị nhá Các anh chị không gom mà sau này mà khi mà nó chạy rồi thì 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 thì, lúc đó là chúng ta sẽ tiếc nuối uh, Thì đối với VGS là cũng đã có ngắm được một cái vùng 14, 158 15, 8 ở đây Đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật rồi Tuy nhiên cái vùng này thì chúng ta chưa bắt nhưng lên đến cái vùng này 171 đến vùng 17 năm đây là những cái vùng mà chúng ta canh để chúng ta thu gom và uh, thu lượng cổ phiếu ở trong cái thời gian này Mục tiêu của VGS thì chúng ta sẽ ngắm lên khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 22. Cổ phiếu TVN cũng uh, TVN cũng rất là đẹp rồi. Uh, sau một cái giai đoạn mà TVN tích lũy nền đấy các anh chị. Đây là cái vùng mà cổ phiếu hình thành tạo nền tạo đáy. Đó và nó bắt đầu bứt thoát lên. Nó bắt đầu bứt thoát lên thì uh, chúng ta sẽ có cái điểm break đầu tiên đó là nó break được cái vùng 8.5. Thì sau khi nó break được vùng 8.5 thì xu hướng nó sẽ quay test lại ở quanh vùng 8.5 8.6 đây các anh chị, rất đẹp. Uh, lực cầu tương đối ổn và những cái vùng 8.5 sáu ở đây các anh chị có thể canh thu gom thêm. Ờ uh, mục tiêu ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm đến khoảng hai cái vùng target mục tiêu. Đó, uh, hai vùng target mục tiêu đó là cái vùng thứ nhất là vùng 10 và vùng thứ hai là vùng 11. Còn sau khi mà nó thoát được vùng 11 rồi nó sẽ có những cái nhịp chỉnh cung quay trở lại như này. Đó thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta thu gom tiếp ở những cái nhịp này. Rồi. Cổ phiếu TLH cũng uh, rất là đẹp và với một cái uh, cái góc nhìn về cái điểm tích lũy của TLH thì đến thời điểm này cũng là hoàn toàn miên man. Sau một cái giai đoạn nó đi ở trong biên 87 đến 9 thì Hùng đã bắt đầu có một cái hình thành một cái sóng tăng. Sóng tăng đầu tiên là chúng ta nói đến ta ghép 10. Đó thì vùng 10 là chính thức là tuần trước nó đạt được đúng không anh chị? Thì Hùng có phân tích ở đây. Tức là bao giờ nó cũng vậy nó sẽ có cái độ rơ. Nó sẽ độ rơ có nghĩa là gì? Nó sẽ kéo vượt qua 10 và sau đó là sẽ uh, nó sẽ test lại ở cung 9.7 đến 10. Và chúng ta nhìn thấy đây. Đây là những cái phiên test phiên ngày thứ hai đó phiên ngày thứ sáu phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu nó đều test lại quanh 10 rồi sau đó nó rút chân lên đó vậy thì đây là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là ok ở mục tiêu của TV TLH thì chúng ta cũng sẽ ngắm về quanh vùng 11.8 đến khoảng vùng 12 đấy là vùng tăng ngắn của à, của 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 em này rồi ok nhóm thép rất đẹp các anh chị đó vậy thì cái thời điểm mà chúng ta cái thời thời điểm nó rất là quan trọng đó các anh chị thời điểm nó giúp cho chúng ta có cái sự thành công À, có những cái điểm giá vốn tốt nhất đó rồi bây giờ sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo nhóm ngành này cũng là nhóm ngành có thể gọi là tâm điểm cho 6 tháng cuối năm vì sao thứ nhất đó là câu chuyện về đầu tư công thì chúng ta thấy rằng là 350.000 tỷ đang nằm ở trong két sắt và chỉ chờ bác Huệ bác anh nhấn nút thôi là bung cái gói này ra Tại sao chính phủ cần phải bung ra bởi vì sao bởi vì đấy là một trong những cái thước đo trong những hoạt động kích cầu để có chúng ta có thể có được cái GDP của quý 3 tối ưu các anh chị đó, mà khi GDP tốt nền kinh tế tốt thì nó có những cái tác động hiệu ứng rất tích cực đối với nhà đầu tư nước ngoài lượng vốn FDI đổ về Việt Nam thì đấy là cái sự thành công của Việt Nam nó sẽ giúp cho Việt Nam có cái có một cái sự phát triển bền vững đó các anh chị đó nên là chính phủ đang có những cái liệu pháp đang có những cái biện pháp vừa kiểm soát lạm phát vừa điều chỉnh giá xăng dầu đồng thời chúng ta cũng sẽ có những cái kỳ vọng về 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 những cái chính sách vĩ mô của chính phủ cái thứ hai nữa là nhóm ngành bất động sản thì thông thường quý 3 đến quý 4 thì họ sẽ bút toán lợi nhuận và đấy sẽ thường là những cái quý mà có cái cái kết quả uh, kết quả kết quả kinh doanh tốt nhất các anh chị đó vậy thì uh, đó là những cái tầm nhìn về về 6 tháng cuối năm và chúng ta sẽ hướng hướng đến như vậy đó hướng hướng đến như vậy và chúng ta sẽ uh, vừa phân tích đó vừa đi theo bám sát cổ phiếu và vừa bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta dò thêm đó, dò tìm thêm xu hướng anh chị thì đối với DG về bản chất là DG đã đạt cái target trong nhịp này đó là 40 trên 40 còn cái target 50 thì chưa đạt được ờ, về mặt kỹ thuật thì DG sẽ có những cái xu hướng khi mà nó công vùng kháng cự 40 thì cái hùng nó nói rồi đó là vùng 38.5 đến vùng 40 nó sẽ là cái biên rơ lắc rơ lắc anh chị và tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm ở khoảng 39.5 đến vùng 39 đấy là những cái điểm chỉnh cung trở lại của DG thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cổ phiếu thứ hai đó là sell đúng không sell thì đi kẹp với dg không thể thiếu được thì đối với sell là trong tuần này nó cũng chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu đó là đạt 36 trên 36 đó đó là câu chốt đó, đó là câu chốt và chắc chắn là nó đã đạt được rồi Đấy. còn cái câu chuyện là sau vùng 36 nó đạt được rồi thì nó sẽ đi như thế nào thì chúng ta lại phân tích tiếp ok vậy thì để nó đi tiếp thì nó cần thỏa mãn điều kiện gì đó là vùng 33.7 nó không được thủng hoặc là ít nhất thì nó phải test lại ở quanh vùng 33 tức là cái vùng 33 hoặc 33.7 đây nó sẽ là những cái, cái 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 gọi là những cái điểm tì bật cực kỳ then chốt đó mà sell tích lũy lại ổn định ở trên này và sau đó nó cứ xuất hiện những cái lực cầu nó đánh khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu và giá cổ phiếu sell lại tiếp tục bật vùng 36 thì khi đó chúng ta sẽ ngắm lên target vùng 42 đó ba ờ, mã cổ phiếu tiếp theo đó là HBC HBC ở thời điểm hiện tại cũng đang rất là ok rồi À, về mặt kỹ thuật thì HBC cũng đã chính thức hoàn thành cái nhiệm vụ của Hùng phân tích ở đây đó là đạt target vùng 22 trên 22 từ vùng 18 mà đánh lên được vùng 22 là 4000 4 trên 18 4 trên 18 nếu các anh chị à, theo à, các phân tích của Hùng Lê mà mua HBC thì bây giờ các anh chị đã được mức lãi khoảng tầm 22 Ok quá tốt rồi đúng không anh chị 2 mà chúng ta sẵn sàng chốt đó Vậy thì đối với HBC có vùng hỗ trợ kỹ thuật là vùng 21 kháng cự đây là vùng 22 và Hùng đang ngắm lên cái vùng target ở vùng 23 đến khoảng vùng 24 nhịp này đó thì chúng ta tùy tình hình ví dụ trong trường hợp mà cổ phiếu HBC vẫn giữ được vùng 21 cộng Ok chúng ta cứ cầm tiếp theo cổ phiếu đất xanh có thể gọi là siêu sóng đất xanh cũng đã được phân tích khá là sớm từ vùng giá 19.5 đến vùng 20 vùng sẽ ví dụ như này chúng ta sẽ hạn chế chúng ta tìm các anh chị nhé bởi vì tìm nó sẽ rất mất thời gian và chúng ta cũng không giải quyết được cái vấn đề gì cả đó, quan trọng nhau quan quan trọng nhất đó là gì? Đó là những cái kiến thức mà Hùng chia sẻ ở đây. Đó là những cái kiến thức từ tâm. Từ tâm có nghĩa là gì? Tức, tức là từ cái tâm thức của Hùng Lê, từ những cái gì tốt nhất của Hùng Lê thì muốn mang đến lại cho mọi người thì đấy gọi là kiến thức từ tâm. Tôi Hùng không không một cái động cơ nào cả, không xúi dục các anh chị để chúng ta à, mua những cái mã cổ phiếu để chúng ta chết, rồi là mua những cái mã cổ phiếu để chúng ta mất tiền mà Hùng muốn xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư thành công những cái nhà đầu tư họ có chiến lược có chiến thuật kết hợp với những cái phân tích của ông lê để chúng ta có được một cái đường đi tốt nhất đó trên cái chặng đường đầu tư đấy như vậy không vì một cái mục đích gì hết đó không phải là vì xúi dục các anh chị mua cổ phiếu này cho các anh chị chết cụ nó đi nói hơi gọi là hơi gọi, là ngôn ngữ của 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 của, của mấy 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 bạn ấy bảo là nghe mấy hàng đấy là nó xúi là chết cụ nó luôn ví dụ như thế đó thì hùng không có như thế các anh chị nha và các anh chị có thể lọc những cái phân tích của hùng cái nào tốt cái nào tối ưu cái nào phù hợp các anh chị dùng cái nào chưa tốt chưa tối ưu chưa phù hợp các anh chị bỏ ra và chúng ta không tranh luận về quan điểm đó là hùng đã nói từ đầu như thế chúng ta không tranh luận về quan điểm không có câu chuyện đúng sai ở trên thị trường chứng khoán và chúng ta cùng nhau phát triển cùng nhau chia sẻ cùng nhau giúp đỡ nhau và cùng nhau đi trên con đường đó ok đó là quan điểm thì đối với đất xanh vùng đã có những cái phân tích từ vùng 19 năm đến vùng 20 ở đây và bây giờ đất xanh đã lên được Ờ, chính thức là tuần này tuần trước thì nó đã hoàn thành rồi tức là tuần trước nó đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 27 rồi và bây giờ chúng ta đang ngắm lên vùng 30 30 3 như vậy để hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu này thì đất xanh nó sẽ phải thỏa mãn điều kiện gì tức là nó trả lại cung ở quanh vùng 26 sáu à, và ít nhất đó là vùng 27 tức là bao giờ nó không thế nó sẽ kéo break vượt cái 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 vùng kháng cự này và nó sẽ có độ rơ đó nó sẽ trả rơ lại cho các anh chị ở đây đó và những cái vùng test kỹ thuật này sẽ là những vùng test rất quan trọng ở mã cổ phiếu thứ ba ở trong cái bộ này đó là DG cũng đã được phân tích khuyến nghị đầu tư anh chị sau khi mà ngắm được cái vùng 16 16 8 này khá là đẹp thì mục tiêu của DG ở trong ngắn hạn là chúng ta sẽ ngắm ở vùng 20 còn khi mà nó khả năng theo như cái 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 cái, cái kinh nghiệm vùng ấy, thì nó sẽ kéo vượt vùng 20 rồi sau đó nó sẽ test lại cung ở độ rơ ở khoảng quanh 19.5 đến vùng 20 và sau đó thì nó mới đi cái cái sóng 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 2 à sóng 3. Thì cái sóng 3 này mới là sóng khỏe các anh chị. Sóng 3 này có thể đánh lên vùng 28 29 30 đấy là câu chuyện rất bình thường từ vùng 20. Đó như vậy là từ 10, ví dụ từ từ 20 mà đánh lên vùng 30 chẳng hạn chúng ta ăn được 10.000, 10 trên 10, 10, 20 như vậy là cũng 50%. Ví dụ thế. Đấy là sơ sơ như vậy nhá. Đó, chứ không phải là là khuyến nghị mua luôn. À không phải là khuyến nghị là tắt tay đâu nhá, nhưng mà ở cái cổ phiếu này thì cũng đã tìm thấy được cái sự giảm tiền, tìm thấy được cái sự đồng thuận. Đó, đất xanh đánh thì DX sẽ đánh bởi vì là hai mẹ con nó sẽ cộng nhau đi. SCR hiện tại đang đi ngang siết chặt ở quanh vùng giá 12 cặp đôi SCR LDG sẽ phân tích hai con này à, thì chúng ta cũng đã có một cái hành trình tương đối dài đối với SCR và chúng ta không nói về đoạn trước và chúng ta nói về đoạn hiện tại đó là quanh vùng 12 siết chặt như thế này thì cũng khá là tốt các anh chị có thể thu gom thêm mục tiêu đó là 6 tháng cuối năm và mục tiêu đó là công break 14 cộng và khi con này mà mà thoát break được vùng 14 cộng thôi chúng ta chỉ có ngồi để rung đùi để mà thịt mỡ dưa hành bánh trưng câu đối đỏ để đón tết năm 2022 thôi chứ không, không phải lán tăn cái câu chuyện gì nữa đó đó là khẳng định luôn nếu như mà mà, mà SCR break được vùng 14 <laughs> rồi MLDG thì cũng đã có một cái hành trình tương đối là dài và hiện tại chính xác là trong tuần này thì LDG đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 11.3 Cùng với đó thì nó đang có chỉnh cung. Vậy cái điểm chỉnh cung này nó sẽ rơ lác lại ở khoảng quanh vùng 10.6 10.6 ở đây các anh chị là vùng chỉnh cung hợp lý của LDG và sẽ quan sát thêm ở Tuần tới LDG break lại được cái vùng 11.3 thì chúng ta sẽ hướng cái vùng target kháng cự tiếp theo đó là vùng 13, 13.2 Cặp đôi tiếp theo đó là C2 và NBB thì các anh chị lưu ý C2 hiện tại đang rất là hay đúng không? Và không phải hiện tại đâu ở C2 chúng ta đã bắt đầu phân tích một sóng lên các anh chị cứ xem lại những bản tin tuần của ông Lê từ từ ngày mùng 1 tháng 7 đi tức là bắt đầu từ tháng 7 khi mà C2 có xu hướng hình thành ở đây đó, gọi là mô hình gì đấy các anh chị mô hình hai đáy đó, sau đó nó bất, bất, bất lên mục tiêu lên vùng 18 sau đó uh, mục tiêu lên vùng 20 sau đó mục tiêu lên vùng 21.5 và hiện tại phiên kết tuần cả báo cáo anh chị là tuần này thì xe ai đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của hùng đặt ra đây vùng 24 trên 24 rất tuyệt vời đúng không anh chị đó hùng có suối các anh chị những cái mã cổ phiếu mà 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 tệ hại đâu đúng không ạ đó và mục tiêu thì các anh chị có lãi thì các anh chị vui đúng không ạ và hùng cũng có một cái sự động lực nào đó để chúng ta tiếp tục có cái sự cống hiến đó con người chúng ta đôi lúc nó cái sự chia sẻ là cái sự hạnh phúc đó, hạnh phúc các anh chị và khi các anh chị kiếm được tiền thì đấy là cái sự rất là tuyệt vời đó quan điểm hùng như vậy thì đối với C2 là tuần tới thì Hùng đang ngắm ngắm như thế này. Tức là khả năng C2 sẽ có những cái điểm chỉnh cung về mặt kỹ thuật là khi nó lên đến vùng 24 thì bao giờ nó sẽ có độ rơ ở đây và độ rơ nó sẽ rơ về khoảng quanh 22.5. Mục tiêu là như vậy và nó rơ về khoảng quanh 22.5 như vậy rồi á và nó tích lũy thành công ở cái điểm này thì sẽ ngắm ở cái target tiếp theo lên khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 28 các anh chị C2. Đó rất là đẹp nhìn khá là ok. Uh, cổ phiếu NBB, NBB thì uh, nói chung là giai đoạn này thì nó cũng hơi 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 chưa chưa thực sự là khỏe đâu nhưng nó cũng đã bắt đầu uh, có những cái sóng sánh từ vùng. Đó, cũng đã có phân tích cho các anh chị từ vùng 15 đến vùng 16, đó là những cái vùng mà chúng ta có thể bắt đầu thu gom NBB. Với mục tiêu đầu tiên là chúng ta sẽ hướng về vùng kháng cự 20 thì báo cáo với các anh chị là tuần này là chúng ta đã hoàn thành vùng giá mục tiêu. Như vậy là chúng ta có thể tính là từ vùng 16 đến vùng 20, 4 trên 16 như vậy, 4 trên 16. Như vậy nhịp vừa qua chúng ta cũng đã có khoảng tầm 25% ờ đối với mã cổ phiếu MBB, à, NBB. Đó, ok. Vậy thì cái xu hướng tiếp theo thì cũng đang kỳ vọng ở đây đó là nó sẽ có cái độ rơ. Cái độ rơ thì phiên ngày hôm nay là rơ về vùng 20 khá là đẹp này. Nếu như mà nó khỏe và nó đẹp á, thì nó chỉ rơ về quanh vùng 20 thôi. Nó đừng có tụt mất vùng 20. Đó và ông sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật trong phiên giao dịch ngày thứ hai để xác nhận thêm à, và khi mà cái vùng 20 được giữ vững thì chúng ta sẽ tiếp tục à, công các cái vùng kháng cự tiếp theo đó là vùng 23 sau đó là vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 lên được khoảng vùng này thì quá đẹp luôn lên đến khoảng vùng này thì thì đúng là chúng ta có một cái target một cực kỳ đẹp rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với cổ phiếu này à, rồi cặp đôi tiếp theo đó là cổ phiếu HDG và HDC thì đối với HDG là cũng đã chính thức À, hoàn thành cái vùng giá mục tiêu Hoàn thành rồi Chắc chắn là hoàn thành rồi à, Tuần trước thì nó đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu Năm đến khoảng vùng năm mươi lăm Và nó sẽ bắt đầu chỉnh cung Và tuần này thì nó bắt đầu chỉnh à, Cái điểm chỉnh cung kỹ thuật à, ở đây Quanh vùng năm mươi theo quan điểm của kỹ thuật cùng là khá là đẹp Và chúng ta sẽ chờ thêm để chúng ta đánh giá Cái mức độ rơ lắc của 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 HDG ở quanh vùng năm mươi Nói chung HDG vẫn à, Đóng cửa được ở trên vùng năm mươi cộng là đẹp Đó ở cổ phiếu HDC thì chưa hoàn thành vùng giá mục tiêu. Tuy nhiên thì nó cũng đã có một cái điểm nhịp tăng. Tất nhiên là chúng ta mua không lỗ nhưng mà cái target, mục tiêu thì chúng ta chưa đạt được bởi vì chúng ta đề ra ở đây là vùng 52. hai. trong tuần vừa qua thì HDC chủ đạo là đi ngang tích lũy. Như vậy là cái vùng 46.5 ở đây nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở trong cái tuần giao dịch mới cái cặp tiếp theo đó là cặp gồm có FCN, VCG và LCG thì chúng sẽ phân tích ba con này FCN. FCN hơi tiếc nuối một tí bởi vì về mặt lý thuyết ở trong tuần vừa qua FCN tuần trước ấy, FCN nó tích lũy ở vùng 16 tương đối là đẹp. Thì trong đó thì nó có ba cây nến của phiên giao dịch ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đó, nó siết lại ở quanh vùng 16.3. Thì chúng ta sẽ phải cần một cây hammer, cây nến cường lực ở đây thì cái cây nến cường lực nó chưa có. Đó, chính vậy nên là FCN lại tiếp tục quay trở về cái trạng thái tích lũy và tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 15 15.5. năm cổ phiếu VCG nhìn chung thì VCG cũng đã có một lực hồi khá là tốt và mục tiêu mà chúng ta đang đưa ra đối với VCG ở trong nhịp này đó là hoàn thành vùng giá mục tiêu 25 đến khoảng vùng 26. sáu chưa hoàn thành, nói chung là mới lên được vùng 24 cộng thôi. À, tuy nhiên thì VCG nó cũng đã có một cái vùng chỉnh cung kỹ thuật test ở đây ở vùng 22.9 đến vùng 23 khá là đẹp. À, nhìn chung về mặt ý đồ thì VCG chúng ta có thể cho phép ở khoảng quanh vùng 22.5, <laughs> 22.5 đến vùng 23, tức là nó có thể uh, cho phép nó chỉnh cung về cái vùng này, nó cũng sẽ là hợp lý. đó tích lũy ổn định thành công của vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, ngắm tiếp cái kháng cự 25 đến khoảng vùng 26 ở đây. LCG cũng uh, chưa hoàn thành vùng giá mục tiêu bởi vì LCG trong nhịp này là chúng ta có đánh giá từ vùng 9 mà chúng ta hướng kháng cự vùng 12 13. À, tất nhiên là nó cũng bắt đầu dần dần nó đi. À, tuy nhiên là cái vùng giá mục tiêu trong tuần này thì hơi tiếc một tí nó bị dính mất cái cây nến của ngày thứ năm. <laughs> Như vậy đối với LCG chúng ta có vùng 11 2 đến khoảng vùng 11 5, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta cần phải lưu tâm thêm ở trong tuần mới. À, tích lũy thành công thì chúng ta vẫn cứ ngắm kháng cự 13 thôi, còn tín hiệu kỹ thuật của LCG đến thời điểm hiện tại là vẫn chưa có gì bị xấu hết. Đó. Cặp đôi tiếp theo đó là TDH và DRH à, TDH thì cũng chưa có gì thay đổi đâu các anh chị Mục tiêu ở vùng 5.4, 5.7 đó là hỗ trợ Và kháng cự ở đây đó là vùng 6.8 Và mục tiêu sẽ công kháng cự 6.8 sau đó vùng 8 à, Cổ phiếu DRH thì bắt đầu đẹp rồi DRH đã bắt đầu đẹp rồi, các anh chị lưu ý như vậy nhá DRH mà ai không mua thì sau này sẽ hối hận Theo quan điểm của Hùng như vậy ở DRH nó đã có hình thành một cái vùng 7.8 đến vùng 8 ở đây rồi đó là cái vùng tích lũy rất là thành công của cổ phiếu sau đó nó bắt đầu đẩy lên thì tuần này thì DRH đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 10 và nó bắt đầu có cái sự rơ lắc ở đây nó sẽ kéo qua 10 và nó sẽ rơ lắc trở lại và cái điểm này nó sẽ ở khoảng quanh vùng 9.45 9.45 đến 9.7 đến 9.10 tức là từ vùng 9.45 trở lên đó là vùng test thì các anh chị lưu tâm chúng ta có thể canh ngon thêm đối với DRH ở trong tuần mới cặp đôi Nam Long và KDH NLG. Nam Long thì Nam Long thì trong tuần cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu của chúng ta đó là 43.5 đến vùng 44. Ok, Nam Long hoàn thành rồi. Và khi hoàn thành vùng giá mục tiêu thì nó bắt đầu nó đây các anh chị nó chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung kỹ thuật thì cũng sẽ ngắm ở vùng 41.5. KDH thì chưa có hoàn thành được cái gì cả. KDH thì nhìn chung là nó chỉ mới hoàn thành được từ vùng bao nhiêu ta? Từ vùng 36 à? 36 mà mới đẩy lên được vùng 39 thôi Đang bé tí bé tẹo Và sau đó thì nó đang vòng vo ở quanh vùng 38.3 Đến khoảng vùng 38.5 ở mục tiêu của KDH thì Hùng vẫn ngắm đến Hùng vẫn ngắm đến ở đây đó là nó sẽ phải đi được đi lên vùng 40 Nói chung là con này thì trong cái lịch sử mà nó chạy Thì nó cũng cứ chạy từ từ vậy thôi <laughs> Nó cũng chạy từ từ vậy thôi Và khi mà nó nó vào những cái sóng sóng tăng ấy, Thì đây các anh chị nhìn thấy đây Đây cũng là nó có những cái sóng tăng rất là kinh khủng luôn vậy thì đây cũng như vậy chúng ta cũng đang kỳ vọng đây là khởi 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 đầu của một cái sóng tăng đi đó anh chị ở tuần vừa qua thì cũng có ngắm thêm một số các mã cổ phiếu khác ví dụ C47 các anh chị cũng có thể lưu tâm ở vùng 13.5 đến vùng 14 các anh chị có thể thu gom đó thu gom được rồi tuần tới thì không biết là có vùng 14 hay không thì cũng không rõ lắm nhưng mà ở nói chung quanh quanh 14 ở đây thì các anh chị có thể bắt được ở con c này còn C4G cũng tạm ổn Hiện tại thì C4G đã có một cái nhịp đẩy thứ nhất Và nó đang trùn chân một tí ở đây ở cái điểm trùn chân của nó thì chúng ta sẽ có vùng 12.5 là hỗ trợ kỹ thuật đó và vùng kháng cự của nó là vùng 13.3 mục tiêu thì nó tích lũy thành công ở cái vùng uh, mục tiêu nó tích lũy thành công ở vùng 10 uh, 12 năm thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng uh, tiếp tục hướng kháng cự của nó lên vùng 15 c4g và C4G thì nó có một mã cổ phiếu liên quan đến đầu tư công nói chung sóng sánh nữa tư là chúng ta sẽ chờ thêm xem là cái động thái của nó như thế nào à, cổ phiếu G36 ở thời điểm hiện tại cũng là một cái mã cổ phiếu khá là hay và hiện tại thì nó cũng bắt đầu hướng lên một cái uptrend tức là cổ phiếu đã bắt đầu có cái sự bẻ 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 pha xu hướng và cái con G36 này cái tính cái tính đầu cơ của nó cao lắm anh chị tính đầu cơ của nó cực kỳ cao luôn nên chính vậy nên là chúng ta cũng lưu tâm <laughs> Uh, vùng hỗ uh, trợ kỹ thuật ở đây 9.7 nó vùng 10 và uh, vùng 10.3 đến 10.5 đó là các vùng mà anh chị uh, chúng ta sẽ thu gom những cái vị thế đầu tiên và mục tiêu đầu tiên của đối với G36 đó là nó cần phải break được cái vùng 12.5. Khi nó thoát vùng 12.5 rồi thì thông thường bắt đầu nó sẽ hình thành lên một cái uh, một cái điểm chỉnh đây, chỉnh cung kỹ thuật đó là chỉnh về vòng 12 và sau đó thì chúng ta sẽ bắt tiếp cái nhịp sóng tiếp theo. Và khi chúng ta theo được một cái con sóng từ những cái vị thế thấp ở dưới này thì như vậy là các cái con sóng tiếp theo chúng ta sẽ rất tự tin và chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động làm chủ cuộc chơi luôn, chúng ta không bị động và chúng ta không bị tác động bởi những cái yếu tố kỹ thuật khác. À, cổ phiếu uh, ITC thì bây giờ là chúng ta chỉ canh chốt thôi, không anh chị. À, những cái vùng mua ở vùng 10.3 10.5 này là chúng ta khuyến nghị rồi và ITC thì hiện tại cũng đang đánh khá là tốt. Mục tiêu thì chúng ta sẽ hướng đến khoảng vùng 16 16.5 và con này khi nó chạy thì nó kinh khủng lắm. Nói chung là vùng 16 16.5 còn bé. Ờ à, break vùng 16 16.5 thì chúng ta sẽ có hướng cản 20, như vậy là khả năng khả năng cao thì nó sẽ đánh theo cái kiểu như này, về đây thì nó chỉnh một phát rồi. Đó, rồi nó sẽ kéo tiếp nhịp này. Và đây là những nhịp sóng rất là khỏe của ITC. Ok các anh chị. Ok, uh, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích uh, tiếp theo một cái nhóm ngành tiếp theo không quên mất cái nhóm ngành dầu khí, đúng không anh chị? Nhóm ngành dầu khí và chúng ta sẽ đi phân tích thêm cái nhóm ngành này Thì uh, đối với thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là chỉ số VFT VFT thì đang có một cái sự uh, tích lũy uh, khá là tốt từ vùng giá 88 đến vùng 90 Hiện tại thì nó đang có xu hướng bứt lại ở quanh vùng 94.5 đến vùng 95 như vậy với một cái kịch bản hiện tại có thể kỳ vọng nếu như trong trường hợp mà giá dầu uh, nó sẽ bứt lên khoảng quanh vùng 100 và nó quay trở lại nó test. Uh, nó quay trở lại nó test lại vùng 94.5 đến vùng 95 và nó không gãy và nó bắt đầu hình thành một cái trang kỹ thuật tăng ở bên này thì đấy là một cái yếu tố rất là tuyệt vời để giúp cho chúng ta uh, có thêm cái sự kỳ vọng, cái sự lạc quan đối với nhóm cổ phiếu nhóm P. Uh, còn đối với thời điểm hiện tại thì P cũng đã có một cái uh, hành trình khá là tốt. À, đối với mã cổ phiếu này thì đối với, với với nhóm này thì các anh chị cũng biết rằng là ở Hùng có chia sẻ đó là cái thời điểm đó, ví dụ ngày mùng 5 tháng 8 thì Hùng mã bắt đầu uh, ngày mùng 3 tháng 8 ngày mùng 3 tháng 8 ngày mùng 2 tháng 8 thì đấy là những cái thời điểm mà uh, được khuyến nghị là các cái tài khoản mà đang cầm nhóm p thì chúng ta đó, chúng ta đang cầm thì chúng ta khẩn trương chúng ta thu gom thêm đó chúng ta thu gom thêm các anh chị thu gom thêm những cái vị thế đó POVK, oi pvd pvs bsr ai đang cầm thì ăn khẩn trương lên ăn khẩn trương lên các anh chị ngày mùng hai tháng tám ngày mùng ba tháng tám tiếp tục ngày mùng năm tháng tám chín tám chín tám mười tháng tám hôm qua và hôm nay như vậy thì chúng ta thấy rằng là một cái mật độ mà chúng ta phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm p mà đặc biệt là cái câu chuyện là cái thời điểm mà để chúng ta uh, lên tàu cái thời điểm mà chúng ta thu gom thêm những cái vị thế cổ phiếu đó là những cái thời điểm quyết định à, gọi là những cái mẫu chốt để chúng ta giúp chúng ta thành công à, thì đối với hiện tại các thì nó đã tuần này thì đã chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu vùng đưa ra đây là vùng 115 khả năng thì tuần tới sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 120 đến khoảng 125 à, PLX ngắn hạn chúng ta có vùng kháng cự 42.5 và vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 41 41.5 xu hướng thì tuần tới nó sẽ có thêm cái sự tích lũy ở quanh vùng 41 41.5 à, hai cổ phiếu này thì chủ đạo là làm màu thôi còn cái cổ phiếu mà quan trọng mà chúng ta nói đến ở đây đó là cổ phiếu PVS ok các anh chị thì đối với PVS các anh chị có thể xem lại những clip tuần vùng đã bắt đầu phân tích một sóng lên của PVS từ vùng 21.5 từ vùng 21.5 chúng ta đưa target đầu tiên của nó lên vùng 24.3 từ vùng 243 thì cũng đã đưa target của nó lên vùng 26 các anh chị và tuần này chính thức hoàn thành 26 trên 26 đóng 6, đóng cửa ở vùng 26.1. Ok. Và tuần tới thì PPS sẽ có cái sự uh, rung lắc lại ở khoảng quanh vùng 254 đến khoảng vùng 25 26 mục tiêu tích lũy thành công ở vùng này mà chắc chắn là thành công thôi. Đó, lực đánh của PPS nó khoảng tầm 10 đến 14 triệu này là ngon rồi. À, chúng ta sẽ nâng tầm của cái giá của PPS lên khoảng vùng 28, 27 đến khoảng vùng 28. Nói chung là vùng 28 khả năng hoàn toàn khả thi. À, cổ phiếu thứ hai mà được chú trọng, được phân tích và được khuyến nghị gom thêm đó đúng không ạ? pvd thì đối với PVD chúng ta cũng đang bắt đầu phân tích một sóng lên các anh chị bên này là một sóng xuống thì bây giờ bắt đầu phân tích một sóng lên và sóng lên này thì cũng đã đưa cái target đầu tiên là vùng 18 thì chính thức là trong tuần này nó hoàn thành luôn vùng 18 hoàn thành vùng 18 rồi và nó đã break lên một cây break và hai cây nến test như thế này thì cũng đẹp hơn kiểu phải nói là như thế thế thì là tuần tới thì PVD có những cái vùng chỉnh cung quanh vùng 18.4 các anh chị có thể gom thêm các tài khoản cầm gom thêm mục tiêu ở nhịp này chúng ta sẽ đánh lên khoảng vùng 21.5 à, vùng 21 ở quanh vùng khoảng quanh vùng 21 nói chung là như vậy 21 21.5 ở đây tức là cái biên nó rơ rơ lại ở quanh quanh ở vùng 21 này là hoàn toàn cả thi ở à, cái mã cổ phiếu thứ ba mà chúng ta nói đến đó là BSR nó chúng ta tập trung những cái mã cổ phiếu rất căn bản đó, okay. chị. thì đối với BSR các anh chị mà xem các bản tin tuần của Hùng thì các anh chị hoàn toàn có thể xem lại những cái phân tích của Hùng từ BSR từ khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 23 đó và sau đó thì chúng ta nâng cái target đầu tiên mà BSR cần phải đạt được đó là target ở vùng 25.5 đến vùng 26 thì tuần này nó đạt Đây nhịp này nó đã đạt rồi và sau đó nó chỉnh cung Thì chúng ta lại phân tích lại vùng 24 sau đó là chúng ta nâng lên vùng 26 à, Về mặt kỹ thuật tín hiệu tuần tới thì BSR nó có thể có những cái điểm mà rơ lác lại ở khoảng quanh vùng 25 Ờ à, không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định và nó xuất hiện những cái phiên nó đánh khoảng tầm độ 20 đến 30 triệu cổ phiếu thì như vậy rất là tuyệt vời rồi. Đó thì như vậy là chúng ta sẽ hướng cái target lên khoảng vùng 28 đến khoảng vùng 29 của BSR. Ở cổ phiếu thứ tư đó là cổ phiếu OI rất đẹp. Đó, OI rất đẹp đấy các anh chị. Thì chúng ta đã bắt đầu phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của OI từ vùng 11.5 và chúng ta bắt đầu nâng cái target đầu tiên của OI lên vùng 13. Xong đó thì từ 13 thì chúng ta hướng lên vùng 14 Tuần này suy soát đạt 14 Suy soát đạt 14 13 9 hình như là đây khoảng tầm 13 9 Chính xác luôn Còn like nữa là đạt luôn Như vậy thì khi mà nó đạt lên cái target 14 đó, Thì nó sẽ có cái sự rơ lắc uh, Nó có sẽ sự, sự, sự chỉnh cung ở đây Và như vậy thì nó có thể cần test lại Ở khoảng quanh vùng 13, 13 7, 13 8 ở đây đó Công 14 và test lại thành công ở vùng này thì chúng ta tiếp tục ngắm target của nó lên ở đây đó là khoảng vùng 14.8 đến khoảng vùng 15 ờ, POV kép cũng đang khá là ok khá là ổn Mục tiêu đầu tiên thì POV kép ở dưới này chúng ta có nói đến vùng 10 uh, hỗ trợ này Các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần từ ngày vùng uh, POV kép đang có giá ở khoảng 12.5 đến 13 thì va ngắm ngắm lên cái vùng đầu tiên đó là chúng ta ngắm lên vùng 13,8 đến vùng 14 thì nó đã hoàn thành ở trong tuần trước và nó sẽ rơ lắc lên khoảng vùng 14,3 đây các anh chị này đó các anh chị nhìn thấy cây nến này đúng không ạ nó công lên 14,3 nhưng mà sau đó nó xịt tức là cái 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 vùng này chính là cái vùng mà nó có cướp cái vùng này là vùng nó có kháng cự thì các anh chị nếu khi mà các anh chị xem được những cái bản tin tuần cùng như vậy thì đương nhiên các anh chị sẽ không mua đúng không ạ là chúng ta sẽ canh mua như thế nào chúng ta sẽ canh mua những cái điểm dưới dưới này các anh chị này biên dưới này này quanh biên 38 thì chúng ta mua ví dụ như thế như vậy thì chúng ta chọn những cái biên 13 7 13 8 ở đây chúng ta mua đó là biên mà cổ phiếu dự báo cổ phiếu sẽ chỉnh cung kỹ thuật về những cái vùng đó mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm về kháng cự 14 3 và break kháng cự 14 3 chúng ta sẽ ngắm lên vùng 15 đối với kép cổ phiếu PVB cũng đã được khuyến nghị phân tích bắt thêm khi mồng nhận diện thấy rằng PVB đã có cái điểm thoát nền 15 rất là đẹp và nó có hai cây nến của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba nhìn cái tín hiệu như này tức là quanh vùng 15-15-2 là ổn rồi đây nó đang có test cung này thì tuần tới theo như hùng thì nó sẽ cũng chỉ có thể chỉnh cung về khoảng quanh vùng 15 năm thôi và pvd thì à, PVB thì nó đánh khá là nhanh target nhanh tức là mua nhanh bán lẹ đó, các anh chị và có thể ngắm về khoảng vùng 18 đến khoảng vùng 19 thì chúng ta sẽ ra hàng ở quanh cái vùng đó rồi uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, hai cái nhóm ngành tiếp theo đấy là hai cái nhóm ngành cực kỳ quan trọng và có thể gọi là xương sống của thị trường các anh chị và nó cũng đã có ở uh, những cái những cái 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 yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng để hỗ trợ cho thị trường ở trong cái nhịp vừa qua đó để giúp cho index của chúng ta ổn định ở trên vùng 1230 điểm, 1240 và 1245 điểm các anh chị, đấy là cái sự có có phần góp công rất lớn của nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Và nhóm ngành chứng khoán thì hùng đã có phân tích một cái sóng lên và báo cáo với các anh chị đến thời điểm hiện tại nếu như anh chị em uh, của chúng ta Uh, mà xem những cái bản tin uh, những cái bản tin của ông Lê từ những cái thời điểm VCI có giá 28.5 đến khoảng vùng 30. Tại cái thời điểm mà VCI rơi về đây thì ông Lê đã có phân tích một cái mô hình hai đáy cho các anh chị và chúng ta bắt đầu bắt cổ phiếu VCI từ cái vùng này. Đó. Nếu mà ai mà không khéo thì sẽ bắt lên khoảng quanh vùng 33 và chúng ta đã nâng dần cái target lên vùng ví dụ từ vùng 33 chúng ta nâng lên vùng 38. Các anh chị cứ xem lại những bản tin tuần của hùng có đi. Từ vùng 38 thì hùng nâng lên vùng 42. Và từ vùng 42 thì hùng tiếp tục nâng lên vùng 47.5 đến vùng 48 và chính thức tuần này nó đạt 40 47.5. Chính thức là đạt 47.5 các anh chị. Đó. Vậy thì cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là cũng là mã cổ phiếu VC2 cả thôi. Đó, nhưng mà cái câu chuyện là khi chúng ta tiếp cận được những cái nền tảng phân tích kỹ thuật, tiếp cận được những cái điểm mua đẹp, tiếp cận được những cái thời khắc đẹp thì chúng ta sẽ có cái sự thành công À, lớn hơn. Tất nhiên nó không phải là một trăm phần trăm, nó chỉ đạt được khoảng tầm 70 phần trăm thôi các anh chị. Còn ba mươi phần trăm sát suất chúng ta vẫn sai, vẫn chết như thường. À, thị trường chứng khoán nó là vậy. À, không có chém thánh ở trên thị trường chứng khoán đâu, mà chỉ có những cái sự kỳ công, chỉ có những cái công sức mà chúng ta bỏ ra một cách xứng đáng, các anh chị thì chúng ta mới có thành quả thôi. Chứ không phải là cứ có một cái chém thánh nào đấy rồi dựa vào một cái gì đấy là coi như đánh bất bại trăm trận trăm thắng là nó không có đâu đó. thị trường chứng khoán nó là như vậy rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm chứng khoán trước anh chị nhé rồi chúng ta đi phân tích nhóm banh nhóm chứng khoán nó đang hăng đang hăng đang máu chúng ta phân tích trước hay phân tích nhóm banh trước nhỉ thôi phân tích banh trước đi thôi phân tích chứng khoán trước À, thì đối với VCI như vậy là tuần này chính thức là VCI đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 47.5 và nó có một cái cây nến như này đây là hai cây nến nếu như mà chúng ta học về phân tích kỹ thuật các anh chị thì như vậy là nến sau nó bao trùm được gần hết cái nến cái cây nến giảm ở trước này như vậy là tín hiệu kỹ thuật kết tuần thì tạm đánh giá rằng VCI là ok như vậy thì nó sẽ cần thêm một cái cây nến của cây nến tuần tiếp theo ví dụ như vậy hoặc ít nhất là một cây nến tiếp theo của phiên ngày giao dịch ngày thứ hai thì khả năng theo như quan điểm của Hùng thì VCI có thể nó sẽ à, nó sẽ lắc lại anh chị ít nhất là nó sẽ lắc lại ở khoảng quanh vùng 46, 46 khả năng sẽ sẽ lắc lại ở quanh vùng này rồi lắc lại ở quanh vùng này hoặc sâu hơn thì nó sẽ lắc lại ở khoảng quanh vùng 44 đến khoảng vùng 44.5 đây là cái vùng mà lại có dự báo khi mà khi mà cổ phiếu này công kháng cự 47.5 đến vùng 48 thì khả năng là nó sẽ lắc về đây đó thì cây nến ngày hôm qua là nó lắc rồi còn cây đến ngày hôm nay thì cũng suýt soát đấy và sau kết phiên thì nó kéo lên ờ uh, mã cổ phiếu thứ hai trong nhóm ảnh chứng khoán hcm ờ uh, đối với hcm thì đến thời điểm hiện tại thì đối với hcm vẫn đang uh, tương đối là đẹp các anh chị vẫn đang tương đối đẹp và đối với hcm thì chúng ta cũng đã bắt đầu phân tích một cái mô hình từ vùng nếu vùng nhớ không nhầm bắt đầu từ đây bởi vì những cái hình vẽ này các anh chị nhá, những cái hình vẽ này là nó đã được vẽ ở trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại trừ khi là cổ phiếu chia cổ tức thì chúng ta mới phải vẽ lại xác thôi. Cho còn những cái xác mà nó đang bám sát như thế này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cái quá khứ chúng ta đang nói về một cái sóng tăng ở đây. Đó thì đến thời điểm hiện tại là nó vẫn đang là tăng. <laughs> thì đối với HCM chúng ta có vùng kháng cự 28.5, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở tuần mới đó là sẽ vùng 26.5, thậm chí là điểm sâu hơn chúng ta có tính toán ở quanh vùng 26 về mặt quan điểm kỹ thuật thì HCM có thể tích lũy thành công ở cái điểm này để chúng ta tiếp tục ngắm về vùng kháng cự 28.5 sau khi mà nó break được thành công ở vùng 28.5 rồi thì khi đó chúng ta mới ngắm về cái vùng kháng cự cao hơn ở đây đó là vùng 32 đến khoảng vùng 33. Uh, SSI Anh Hưng thì hiện tại vẫn đang tương đối khá là ổn uh, về mặt chiến lược chiến thuật là vẫn ổn và đối với SSI thì chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên nếu nhớ không nhầm thì sẽ là từ vùng 19.3 đến khoảng vùng 20. Và mục tiêu thì cái target đầu tiên mà chúng ta hướng đến của mã cổ phiếu này đó là vùng 22.7 thì nó đã đạt được ở trong tuần trước. Sau đó thì nó ngồi lên được trên vùng 22.7 và nó đang xây. Thì cái điểm xây này cũng rất là đẹp. Điểm xây này cũng đang rất là đẹp và cũng đang tìm kiếm những cái điểm cân gom thêm. Đó là cái biên rơ lắc của nó khoảng quanh 23.2 đến khoảng vùng 24 và các anh chị tuần tới có thể ngắm ở quanh vùng 236 đối với HCM. À, SHS nào cổ phiếu của em Linh à, Thì SHS như vậy là chúng ta nhìn thấy ở đây Chúng ta thấy rằng là hai tuần vừa qua thì SHS bắt đầu công cái kháng cự mà ông đã có phân tích ở đây Đó là vùng 14.5 đến khoảng vùng 15 và hiện tại thì kháng cự này vẫn chưa chưa, chưa 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 kích thành công các anh chị vẫn chưa kích thành công như vậy thì khi gặp kháng cự đó thì cổ phiếu nó cũng có sẽ có những cái độ rơ thì những cái độ rơ mà chúng ta có thể tính toán đối với SHS đó là vùng 14 đến khoảng vùng mục tiêu ở trong cái nhịp này đối với SHS thì mình vẫn đang ngắm đang ngắm cái cái xu hướng cái thiên hướng là SHS sẽ tích lũy chỉnh cung chỉnh nền và nó sẽ phải công lên cái vùng kháng cự cao hơn còn cái vùng 14.5 vùng 15 này thì xác xuất khả năng là nó sẽ sẽ đánh bờ đánh được đó thì chúng ta sẽ lưu tâm thêm cổ phiếu MBS quá tuyệt vời qua nhiều cảm xúc đó các anh chị thì khi cổ phiếu chia cổ tức này các anh chị lưu ý này khi cổ phiếu chia cổ tức thì cái những cái trang của hùng vẽ nó mới bắt đầu nó bị bị bung ra đúng không đó nó bị bung ra vì sao bởi vì khi chia cổ tức thì giá nó giảm mà các anh chị giá nó giảm đến chính vì vậy nên là cái cái đường đường giá này nó sẽ bị trượt ra khỏi cái cái quỹ đạo ban đầu đó thì các anh chị sẽ hiểu một cái cách nôm na nó là như vậy ờ quá tuyệt vời luôn và chúng ta sẽ nói sau chia đó sau chia thì chúng ta có vùng kháng cự ở đây là vùng 18 đó và tuần vừa qua thì chủ ảo bản chất là cái vùng kháng cự 18 này nó đã được break cái tuần trước rồi các anh chị nhá. Và nó bắt đầu nó test lại và nó có bốn cái test rất đẹp và đến cây ngày hôm nay thì nó bứt phá lên, cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là cực kỳ đẹp luôn. Tuần tới thì nó có thể rơ lại chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 20 và chúng ta sẽ ngắm cái kháng cự tiếp theo của MBS đó là khoảng lên khoảng vùng 22. Ở cổ phiếu CTS cũng rất là đẹp. Nó CTS thì chúng ta cứ thấy là nó cứ lầm lũi thế nó đi thôi đúng không anh chị? Và đối với CTS này thì các anh chị có thể xem lại những bản tin của Hùng từ ngày từ vùng 13.3, tức là từ khoảng tầm ngày 20 tháng 7. Và bây giờ thì CTS bắt đầu hình thành từ vùng 14 đi, đó và bắt đầu nó hoàn thành cái target đầu tiên là vùng 20. À sau khi hoàn thành vùng 20 rồi chúng ta ngắm lên đây đó là vùng 23. Đó, vùng 23 thì trong tuần vừa qua tí nữa đạt À, nhìn chung vẫn đang rất là đẹp sau khi mà nó tích lũy ở trên vùng này và nó bắt đầu có những cái điểm test kỹ thuật ở đây các anh chị nhìn thấy đây vậy thì tuần tới chúng ta có thể uh, canh những cái điểm mà uh, cung ở khoảng quanh vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 đó là những cái vùng mà uh, các anh chị có thể canh gom thêm theo quan điểm của mình như vậy và mục tiêu của uh, của 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 MB uh, của CTS là nhịp này nó phải phang thủng cái thằng này nó phải phang thủng cái vùng 23 đến khoang phang thủng vùng 2324 và nó sẽ hướng lại những cái vùng kháng cự nó cao hơn ở đây đó là vùng 30 32 thế này chắc chắn là như vậy bởi vì là cái thiên hướng mà nó đã bẻ được được đi như thế này rồi á, thì nó sẽ nó sẽ tích lũy ở đây và nếu như các anh chị em mà học sâu về cái lý thuyết của ô neo ấy thì ông nói rất có trong trong nó có những cái nguyên lý và có một cái nguyên lý đó là khi mà cái xu hướng nó đã hình thành ở ở đằng trước này và nó tích lũy ở một cái nền cấp 2 rồi ấy, thì nó sẽ có xu hướng hình thành tiếp theo cái cái xu hướng mà nó đã hình thành trước đó Vậy thì sau khi một cái nền tích lũy cấp 2 ở đây thì cũng có thể xem ở đây là cái vùng 19 năm đến khoảng vùng 20 ở đây là xu hướng tích lũy cấp 2 trong cái cái nguyên lý của Onel thì cái 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 thiên hướng cấp 1 của nó ở đây nó là thiên hướng tăng giá thì sau cái 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 điểm tích lũy cấp 2 này thì cái xu hướng nó tiếp diễn và xu hướng tiếp diễn của nó đó là gì đó là đó là chuồng tăng giá các anh chị đó đó đó, đó. anh chị nhá à, học về phân tích kỹ thuật nó có nhiều cái hay lắm các anh chị nó hay lắm và nó có những cái nguyên lý rất hay và chúng ta cứ học dần dần chúng ta thẩm thấu dần dần và chúng ta ngấm dần dần thì đôi lúc là nó bây giờ nó thành một cái phản xạ và giống như bây giờ nhìn cái chạc kỹ thuật của cổ phiếu là là nhìn bằng phản xạ không 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 nhìn bằng ấy nữa không không nhìn bằng kiểu như ngày xưa nữa khi mình mình mình, mình mới tiếp cận đó bởi vì mình nhìn quá nhiều đó mình nhìn ngày nào mình cũng nhìn rồi ngày nào mình cũng ăn mình cũng ngủ với cổ phiếu rồi ngủ với thị trường nên là thành ra là bây giờ nó thành bệnh nghề nghiệp mà cũng khá là nguy hiểm à, đêm nằm là đôi lúc là nửa đêm là cứ thấy mã cổ phiếu bay vòng quanh đầu đấy là 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 bị ám ảnh bởi cổ phiếu các anh chị ám ảnh cổ phiếu rồi đối với BSI thì cũng đã có phân tích ở đây các anh chị này, vùng kháng cự của nó đây là vùng 30 và chúng ta có hai tuần công kháng cự chưa thành và khi công kháng cự không thành thì bao giờ nó cũng vậy, nó có sẽ độ test. Độ test đầu tiên là 28.4, phiên ngày hôm nay là test nhưng nó rút chân lên. Rồi ok, có thể thứ hai tuần tới nó sẽ test, sẽ test lại ở vùng này, có thể là sẽ test lại ở vùng 28 nữa cơ. <laughs> Và điểm test sâu hơn có thể cho phép đối với cổ phiếu BSI đó là khoảng quanh vùng 27 Chúng ta sẽ đánh giá thêm ở điểm này BSI cũng đã có một cái lực tăng khá là mạnh từ vùng 22 lên được khoảng vùng 8, 30 Như vậy là cũng áp được 8 8 trên 22 như vậy là cũng khoảng 36% rồi các anh chị Rất là là, là là, là, ổn rồi đấy Target rất đẹp Và BSI thì cũng đã được phân tích mua khá là sớm Sớm lắm Chứ không phải bây giờ mới vậy đâu Tháng 6 à 29 tháng 6 à 22 5 đó các anh chị nhặt ở 22.5 đến 23.5 cân 22.5 22.5 23 đó Nói chung là loanh quanh ở cái vùng này thì đâu đó là mua ở vùng 24 thì ít nhất là bây giờ không được 36 thì được còn tầm 30 phần trăm rồi các anh chị quá đẹp không có gì phải chê trách cổ phiếu này nữa Nói chung là bây giờ thì chỉ có canh mà chốt thôi còn không phải chế trách gì nữa ở cổ phiếu BBS cũng như vậy, chúng ta đã bắt đầu phân tích một sóng lên từ vùng 18. Mục tiêu ở nhịp này thì chúng ta sẽ công kháng cự vùng 23, chi soát đạt 23. À mà đạt rồi chứ. 23 luôn, đó, về đúng kháng cự là xong là chỉnh cung luôn. Đó vậy thì cái câu chuyện chúng ta phân tích, chúng ta dự báo được cái vùng kháng cự như vậy là để giúp chúng ta chốt chốt, chốt lãi này. Rồi về đến cái vùng này thì đừng có mua nữa này. Nhưng mà về đến cái vùng này lại mua này. Đó, về vùng 21.3 lại mua. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó chạm đến vùng 23 thì khả năng cao nó sẽ chỉnh cung về 21.3. Đó, hoặc là vùng 21 um, 22, 21 21.2 ví dụ như vậy thì đấy là những cái vùng mà chúng ta canh con thêm. Mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm uh, break vùng kháng cự 23. Uh, sơ sơ nhịp này thì BBS đang dự dự ở khoảng quanh vùng hai hai mấy nhỉ? 25 đến khoảng vùng 26 thì nó sẽ hợp lý. Hợp lý về mặt thế trận. Rồi. Uh, bộ đôi uh, Bộ đôi Tiền đạo AGR, AGR thì đang chả lắm. Chưa ăn thua. À, nhìn chung về một cái mô phỏng về một cái đường đi của AGR trong tương lai thì uh, nó vẫn đang đi đúng. Nhưng mà cái câu chuyện là khi nào nó mới đạt được những cái mô phỏng này thì chúng ta phải chờ thêm. Đó, bởi vì là cái mô phỏng đó là từ AGR đâu đó khoảng từ vùng uh, 9. Đó và chúng ta bắt đầu nâng tầm lên vùng 12, như vậy 9 12 là tăng được 3.000 trên một cổ phiếu rồi. Ok. Rồi và nó tăng lên được vùng 12 rồi thì nó lại chỉnh cung và cái vùng mà chỉnh cung hợp lý ở vùng 11 6 đến vùng 12 thì hiện tại bây giờ nó vẫn đang được đảm bảo chính vậy nên là chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là nhịp này đánh lên vùng 13 6 đến khoảng vùng 14 đó rồi khi lên đến cái vùng này rồi nó đạp một phát nữa rồi khi đó thì thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm và mục tiêu thì agr trong nhịp này khả năng nó cũng đi theo một cái sóng dài rồi và chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta đi theo còn thằng bên cạnh thì nó chạy té khói rồi thằng vx đúng không anh chị đó, với ích, từ vùng giá khuyến nghị mua đâu đó khoảng vùng 8.9 đến vùng 9 và phiên nay cũng đã chính thức chính thức là tiến bạn lên đường chính thức là 13 trên 13 chính thức là 13 trên 13 và đóng cửa còn 13 trên 13.65 cơ 13.3 mục tiêu là 13.3 và đã đạt 13.65 với một lực cầu xe cứng cựa và nó giao dịch 16 triệu cổ phiếu các anh chị với ích, sướng nghe các anh chị tim cùng lê có những anh chị em đang cầm vx thì bây giờ đêm nay chắc chắn là sẽ không ngủ được à, bởi vì với chúng ta đã có từ tháng 7 từ mùng 4 tháng 7 từ 30 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7 tức là bắt đầu vào tháng 7 à, bắt đầu vào tháng 7 là chúng ta bắt đầu tiếp cận đến mã cổ phiếu với tháng 7 đấy anh chị mùng 1 tháng 7 là bắt đầu tiếp cận đến với bắt đầu khuyến nghị mua ở trên nhóm và từ đó thì chúng ta bắt đầu nâng cái kháng cự đầu tiên là 11 Và kháng cự tiết ở nó ở đây là 13.3 Thì đến hôm nay nó mới hoàn thành Và đến hôm nay nó mới rực rỡ các anh chị Rực rỡ đấy, rực rỡ Qua đẹp Target tiếp theo của VX vùng 15 Sau đó sẽ ngắm lên vùng 17 Thậm chí là nhịp này có thể ngắm xa xa lên vùng 24, 25 đó, Đấy gọi là bắt đầu mọi người bắt đầu bảo là ông này bắt đầu bốc phép đó, Có thể ngắm lên vùng 22 Cứ chờ đấy các anh chị với VX như thế này nó vào cầu rồi Các anh chị ngắm ở đây này Nó đánh từ vùng 10 mà lên tận vùng 26 Đây câu chuyện bình thường Đấy chúng ta đánh từ vùng đây nó cũng đánh từ vùng 9 Vùng 9 mà lên vùng 22 Khả năng chắc được đúng không anh chị Nhưng mà từ từ đó, Hùng không có vội vàng Hùng phân tích từng target một đó, đi đến đâu say chắc đến đấy Đi đến đâu phân tích đến đấy Không nói một cách gọi là điên cuồng Không nói một cách gọi là rồ dại đó, Giống như một số các bác là cứ vẽ Tầm tech profit xong đấy là cứ bảo là cái con này nó đi sóng thần nó đi từ vùng này lên vùng này làm nhà đầu tư há hốc mồm cứ cắm đầu mua mua xong đến lúc nó dã dạ cho phát thì chết đứng luôn chúng ta không có được làm vậy các anh chị trên thị trường chứng khoán không được làm vậy từ tốn bình tĩnh dịu dàng đừng có vội vàng các cụ dạy rồi ngày xưa chính ra là các cụ dạy cái câu là đi đâu mà vội mà vàng ấy mà gốc phải đá mà quàng phải dây đấy chính là các cụ dạy đánh chứng khoán đấy nhưng mà khi đấy cái thời đấy chắc là chưa có chứng khoán đó nhưng mà các cụ đã ngầm ý nói với chúng ta rồi đấy và chúng ta chúng ta không 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 làm theo lời các cụ là chúng ta dính chính trưởng ngay đúng không anh chị à, bây giờ thì cũng sẽ phân tích ba mã cổ phiếu à ORS ba mã cổ phiếu này cũng đã được phân tích khuyến nghị đầu tư và ORS thì bây giờ nó mới khởi nguyên một con sóng tăng thôi đó, mới khởi nguyên thôi cái nhịp khởi động thứ nhất đó là ORS nó đánh từ 13 8 đến 14 3 và chúng ta đang hướng cái vùng kháng cự ở đây là vùng 18 nhưng mà khả năng là thông thường thì nó sẽ tụt nó sẽ ở khoảng vùng 17.5 đó nó sẽ hợp lý ở khoảng vùng 17.5 đó và sau đó nó sẽ bắt đầu nó chỉnh cung và nhịp này thì ORS nó đã chỉnh cung Nó đã chỉnh cung rồi Thì các tài khoản chúng ta cầm Chúng ta có thể canh vùng 15, 15, 3 Chúng ta sẽ tiếp tục thu gom Mục tiêu đó là ORS sẽ tích lũy thành công ở vùng này và 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 sẽ đánh đánh vượt thoát break cái vùng kháng cự 10 10 17.5 đến 18 ở trong một cái nhịp sóng tiếp theo. cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu APG. Nhịp này thì team cũng đang tiếp tục theo dõi những cái tín hiệu kỹ thuật của mã cổ phiếu APG. Ờ, sau khi mà nó hình thành được một cái nền ở đây nền 6, sau đó là nền 6.7 đến nền 7 và tiếp tục là mục tiêu đầu tiên là nó sẽ kéo lên. Đó ờ, nó sẽ kéo lên ở vùng 9 và sau đó nó sẽ chỉnh cung. Trong tuần vừa qua thì nó chưa kéo lên được vùng 9. Cây nến này là mới kéo được khoảng vùng 8.8 thì nó bắt đầu chỉnh cung và điểm chỉnh cung thì cũng bắt đầu ngắm lại ở vùng 7.7 đến vùng 8. Đây sẽ là cái vùng mà chúng ta tiếp tục thu gom cổ phiếu APG. Ờ, mục tiêu là chúng ta, chúng ta thu gom dài và chúng ta đánh dài cổ phiếu APG ở trong nhịp này Và sau khi mà APG mà nó bứt thoát được khoảng quanh vùng 10 Quanh vùng 10 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục làm việc Sẽ tiếp tục làm việc Bởi vì khi bứt phá được ở vùng 10 thì khả năng nó cũng sẽ có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây Và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái yếu tố kỹ thuật của nó Và khi APG mà nó đánh ấy, thì nó đánh cũng phê đấy Khi nó chạy thì cũng phê đấy Nên là cứ bình tĩnh từ từ không vội ở một cái cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu TCI. TCI cũng Ờ uh, TCI cũng được cùng phân tích khuyến nghị đầu tư và TCI bây giờ đang như thế nào? Thì đối với TCI, xem xem là TCI là phân tích từ ngày nào? 3 mùng 8 à. TCI. Từ ngày mùng 3 tháng 8. Từ ngày mùng 3 tháng 8 thì chúng ta bắt đầu phân tích TCI ở vùng 9 đến 7 đến vùng 10. 9.7 đến vùng 10 đây. Như vậy là chúng ta bắt đầu tiếp cận đến TCI từ vùng 9.7 đến vùng 10. Sau khi mà cổ phiếu này có một cái nền tích lũy ở đây, khá là đẹp ở đây thì chúng ta bắt đầu tiếp cận lên ở đây. Và mục tiêu đầu tiên thì chúng ta sẽ ngắm ở vùng kháng cự 11.5 đến khoảng vùng 12. nó sẽ kéo lên ở vùng đó, sau đó nó sẽ chỉnh. Nó sẽ chỉnh test lại ở khoảng quanh vùng 11, ổn định và lực cầu tiếp tục duy trì. Đó TCA bắt đầu được bơm những cái lực cầu nó tốt hơn rồi. Và quan điểm tại như vậy là khá là tốt rồi Đó lực cầu của TCI đã bắt đầu có những cái phiên mà nó giao dịch lên đến khoảng tầm 800.000 cổ phiếu trên một phiên 1, 1, 2, 3 Như vậy là đạt rồi Như vậy là đạt rồi Và ở đây nó cũng đang là khởi nguyên của một con sóng Hùng rất thích gọi là bắt những cái con sóng mà bắt đầu từ những cái ngày bé bé Sau đó nó lớn dần, lớn dần, lớn dần, lớn dần như vậy Thì chúng ta sẽ rất là chủ động các anh chị Cực kỳ chủ động luôn vào thêm một mã cổ phiếu nữa, đó là mã cổ phiếu BNS được uh, vừa mới được uh, B à BMS thì đúng hơn. Vừa mới khai quật <laughs> vừa mới khai quật trong tuần vừa qua luôn. BMS. Đây, BMS được phân tích khuyến nghị đầu tư trong phiên ngày uh, ngày mùng 7 tháng ngày mùng 3 à hôm qua. Ngày hôm qua, đây ở BMS biên 10.3 đến 10.7 trong phiên ngày hôm qua xúc 10.3, 10.7 xúc, à, hôm nay 11.9 và phiên sáng ngày hôm nay là có giá 11.2 đến 11.4 xúc tiếp, tất thúc xúc từ từ thôi một hôm chúng ta không thể xúc hết được anh chị chúng ta vừa xúc để chúng ta dò xu hướng cái quan 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 trọng là như thế chứ không phải là chúng ta cắm đầu cắm cổ là chúng ta một phát chúng ta ăn ngay ăn ngay thế nó bội thực ăn ngay thế mà nó tái xu hướng phát là thôi chúng ta ớ ờ, ớ ờ, ờ luôn đơ 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 thần kinh luôn mục tiêu đầu tiên đó là hướng về vùng 13 đấy con này là con này siêu siêu đầu cơ pháo đài này mà khi nó bay thì cũng kinh khủng lắm đó và vùng tiếp cận đối với hùng đó là vùng 10.3 đến vùng 10.7 các anh chị lưu ý như vậy À, rồi chúng ta cứ mua dần lên thôi à, Qua từng thời kỳ thì chúng ta sẽ mua thêm Và nó đánh về khoảng quanh vùng 13 Và nó nhả cung khoảng quanh vùng 12.5 Và nó tiếp tục break vùng 13 Thì lúc đó thì chúng ta sẽ ngắm đến những cái kháng cự nó Xa xa hơn, cao cao hơn Ở khoảng quanh vùng 15 Ờ à, Quanh vùng 15 này quanh vùng 13 đó hai kháng cự ngắn thì đối với xu hướng của mã cổ phiếu này thì cũng đang khá là đẹp các anh chị Và con này khi nó đánh Các anh chị nhìn đến đây Cái đồ đánh nó chỉ có gọi là dốc đứng thôi chứ không không có dốc ngang gì đâu Tức là khi vào guồng rồi là chỉ có tiền vào hàng ngày thôi chứ không không có không 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 có kiểu đi ngang sideways đâu Đây nó đang đánh theo kiểu cũng Nó cũng thể hiện cái ý chí ý đồ của đồ đánh rất là căng Đó chính vậy nên tôi có phân tích khuyến nghị đầu tư Ok như vậy là nhóm chứng khoán xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh nhỉ banh banh cũng khá là quan trọng đấy các anh chị à, đối với việt công banh trong tuần vừa qua có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 80.5 và như ông có nói thì khả năng việt công banh còn có một target ở đây khoảng cách vùng 85 và dự kiến thì việt công banh có thể kéo tiếp đúng không ạ MBB uh, có những cái điểm test cung khá là đẹp và về mặt kỹ thuật thì MBB ở trong tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục thu gom thêm một quanh vùng 26.3 đến khoảng vùng 26.7 uh, với những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm. BIDV uh, tương đối là đẹp uh, sau khi nó break lên và nó có một tuần uh, test trả cung lại quanh vùng 38 uh, cây đến kết tuần tương đối ổn đóng cửa vùng 39 với một mục tiêu 38 hôn thủng của chúng ta sẽ ngắm tiếp vùng kháng cự 41 đến 41.5 của cổ phiếu BIDV. À, công thương công thương thì công thương hiện tại tín hiệu kỹ thuật vẫn đang rất là ổn áp luôn à, tuần trước thì công thương đã break được cái vùng 28 và sau đó thì nó bắt đầu xây lại nền đó, nó sẽ test lại cung à, tuần này nó test khá tích cực ở vùng 28.5 tuần tới thì có thể có những cái điểm rơ về khoảng quanh vùng 28 hoàn toàn ổn định và bình thường chúng ta sẽ canh để chúng ta thu gom thêm à, Techcombank vùng kháng cự của nó thì chúng ta đã hoàn thành ở vùng 38.5 và nó tuần này thì nó cũng đang trả lại cung như vậy thì tuần tới chúng ta tiếp tục đánh giá ở cái biên 38 đến khoảng biên 38.5 mục tiêu thì vẫn là vùng 41 đến khoảng vùng 42 của Tech à, TP Bank TP Banh thì chúng ta cứ thu gom thôi quanh vùng 28 chúng ta thu gom mục tiêu thì sẽ công kháng cự vùng 30 sau đó thì cũng sẽ tiếp tục phân tích khi TP Bank này nó đánh thì nó đánh cũng khá là hay anh chị lưu ý như vậy cổ phiếu STB uh, S, STB xin lỗi không phải STB STB thì hiện tại xu hướng kỹ thuật vẫn đang hoàn toàn ổn định ổn áp các anh chị vùng 24 24.5 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật và nó đã có hai tuần test tích lũy thì uh, lý thuyết O'Neil nó cũng như vậy xu hướng cấp 1 của nó là xu hướng tăng đó và xu hướng cấp 1 đây xu hướng cấp 1 của nó là xu hướng tăng rồi sau đó thì uh, nó tăng từ vùng STB thì cũng đã có phân tích nha Bắt đầu sóng tăng từ đâu đó vùng 19 Mà lên đến tận vùng 26 Sau đó nó sẽ tích lũy xu hướng cấp 2 Và nó sẽ tiếp tục cái xu hướng tiếp đó Tức là trước đây là một xu hướng tăng Và sau khi tích lũy thành công Thì nó sẽ tiếp tục một xu hướng tăng Chính vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Target tiếp theo sẽ ở khoảng vùng 27 Và sau đó thì chúng ta sẽ nâng tầm lên STB là một mạng cổ phiếu mà Các anh chị cầm nắm và team của ông Lê thì cũng đã có rất nhiều tài khoản đã cầm cổ phiếu này ở cổ phiếu Liên Việt Quốc thì xu hướng hiện tại của Liên Việt Quốc vẫn cơ bản là ổn định các anh chị từ vùng giá 13 chúng ta đã phân tích lên đây thì sau khi mà nó break lên thì nó sẽ quay lại trả cung lại vùng 15 15 2 tuần tới thì các anh chị có thể canh gom thêm Liên Việt Quốc Banh ở quanh vùng này ở mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm kháng cự của nó ở đây đó là vùng 17 Uh, cổ phiếu SHB đối với SHB thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm uh, SHB thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm ở đây đó là vùng kháng cự của nó là vùng 15 15 3 ở uh, trong tuần thì SHB hơi bị đuối một tí chính vì cái sự đuối này nên là tuần tới thì khả năng sẽ có điểm test ở quanh vùng 4.5 ở uh, test thành công thì chúng ta vẫn tiếp tục hướng lại vùng kháng cự 15-15-3 Break được vùng này thì chúng ta sẽ ngắm kháng cự cao hơn ở quanh vùng 17 Cổ phiếu uh, ABB cũng được uh, phân tích quỹ nghị đầu tư thì đến thời điểm hiện tại là ABB đang gặp cản 12 uh, Tuy nhiên uh, khi gặp cản thì nó cũng đã có một cái vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật ở đây khá là tốt ở vùng 11-8 và nó cũng đang hướng lên cái vùng uh, Khả năng thì nhịp này thì quan điểm của Hùng sẽ hướng lên vùng 13 đến khoảng vùng 32 thì đấy là một số các cái mã cổ phiếu nhóm bay các anh chị em lưu tâm à, tuần này thì cũng sẽ phân tích thêm cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu khác một số các cái mã cổ phiếu khác thì uh, chúng ta sẽ đi uh, phân tích thêm cái nhóm ngành cổ phiếu uh, nhóm ngành cổ phiếu bất động uh, bất uh, bất động sản khu công nghiệp các anh chị nhé bất động sản công nghiệp hiện tại đang khá là hay thì uh, mã cổ phiếu D2D được khuyến nghị đầu tư ở hiện tại thì các anh chị tuần tới chúng ta có thể gom thêm D2D ở quanh vùng 40.7 đến khoảng vùng 41 Uh, SSC được khuyến nghị thu gom ở khoảng quanh vùng 51 đến vùng 51.7 Hiện tại chúng ta có cản ngắn ở vùng 55 Break được cản ngắn vùng 55 thì chúng ta sẽ hướng lên cái Kháng cự ở đây là vùng 58.5 đến khoảng vùng giá 60 Cổ phiếu TIP cũng đã được khuyến nghị đầu tư và TIP thì nó đã hình thành được một cái biên hỗ trợ khá là dài ở đây Vùng 25.5 đến khoảng vùng 26.5 Trong tuần vừa qua thì TIP đã có một nhịp đánh tương đối là tốt uh, Vươn lên cái vùng cản ở đây nó là ngắn hạn là vùng cản 30 như vậy đối với tiếp thì các anh chị có thể thu gom thêm ở quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.6. À, cổ phiếu CTI cũng đã được khuyến nghị đầu tư. Ờ à, tuần này thì CTI bắt đầu công kháng cự 16 và nó công chưa thành chính vậy nên nó chỉnh lại cung ở quanh vùng 15 thì tuần tới các cái tài khoản mà cầm CTI ờ à, chúng ta có thể canh gom thêm ở quanh vùng 15. Cổ phiếu DTD, DTD cũng đã được uh, khuyến nghị bắt uh, ở trong giai đoạn này uh, ở quanh cái vùng khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 25.5, khoảng vùng 26 ở đây đây là những cái vùng mà các anh chị có thể thu gom nhịp một. À, sau đó thì cổ phiếu nó có khả năng nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 30 và sau đó nó sẽ bắt đầu chỉnh cung, chỉnh cung nhịp 2 thì cái nhịp chỉnh cung này thì cũng sẽ phân tích trên cái cơ sở thực tế ở đó thì chúng ta sẽ tiếp tục thu gom ở những cái vùng chỉnh cung đợt hai này để chúng ta nâng cái target lên và dtd hiện tại đang khá là ok. À, rồi và tuần này thì cũng sẽ có phân tích thêm cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu khác à, nó cũng đang khá là hay, đang khá là hay giới thiệu với các anh chị đó, BCG BCG là một mã cổ phiếu rất căn bản khá là tốt và nhịp này thì team của ông Lê cũng đang tập trung để đánh cực mạnh cổ phiếu BCG này một số các tài khoản lớn thì đã vào hàng đã vào vị thế và tuần tới thì các anh chị có thể canh gom thêm ở quanh vùng 16 sau đó thì ở biên 16.4 đến khoảng biên 16.7 ở đây là cái vùng mà chúng ta có thể ngắm để chúng ta gom thêm cổ phiếu BCG trong nhịp này Mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm BCG lên khoảng vùng 19 đến khoảng vùng 19.5 nhịp 1 và sau khi hoàn thành nhịp 1 xong á thì cũng sẽ uh, chúng ta sẽ tiếp tục đi phân tích cái nhịp chỉnh cung để chúng ta gom nhịp 2. Uh, cái mã cổ phiếu thứ hai cũng đang khá là ok mà các anh chị có thể lưu tâm một trong thời điểm tại đó là mã cổ phiếu SAM thì uh, SAM các anh chị có thể bắt ở khoảng quanh vùng 12.5 đến khoảng vùng 13, hiện tại thì xu hướng của SAM cũng đang khá là đẹp rồi. Cổ phiếu thứ ba đó là cổ phiếu SMC cũng uh, đang vào những cái vị thế khá là ok và đối với SMC thì các anh chị có thể gom ở tuần tới có thể ở vùng 18.8 đến khoảng vùng 19.3 đó là mã cổ phiếu thứ ba ở cổ phiếu TCH Hoàng Huy ở giai đoạn hiện tại cũng đang khá là hay khá là ổn định sau khi mà Hoàng Huy đã tích lũy được ở biên 10 đến biên 10.5 cổ phiếu này thì các anh chị cứ thu gom dần dần và chúng ta cầm dài hơn một tí mục tiêu ở tuần tới thì các anh chị có thể gom thêm ở quanh 11.5 đến khoảng vùng 12 và cái target đầu tiên, cái kháng cự đầu tiên mà uh, cổ phiếu này cần phải đánh break qua đó là vùng 14, chúng ta sẽ ngắm lên ở khoảng quanh vùng 14, đó, các anh chị. Uh, con HVH này thì uh, nó là một con pen uh, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể ngắm như này, uh, ngắm trên chạc tuần. thì uh, các anh chị mà ai mà thích cổ phiếu này thì cũng có thể, cũng có thể thu gom. Mục tiêu thì uh, cổ phiếu này thì cũng đã vào ở từ vùng 6.5 đến vùng 7. Tuần này thì nó bắt đầu nó có cái tín hiệu nó thoát lên ở khoảng vùng 7, 7.1 ở đây. Từ tuần tới các anh chị có thể con này thì cũng không vội. Con này cứ từ từ kiểu gì nó cũng sẽ có những cái vùng giá ở quanh vùng 6.7. Đó, thu âm dần dần thì cũng thể là ok. Quay vùng 6.7, 6.8, thu âm dần dần. Rồi, Tạm thời thì uh, danh mục cổ phiếu chúng ta sẽ tạm dừng ở đây các anh chị nhá Ok uh, Tất cả những mã cổ phiếu nào mà chúng ta chưa được phân tích, chưa được uh, phân tích ở trên bản tin tuần, các anh chị có thể comment ở bên dưới Dòng thời gian bản tin tuần, Hùng sẽ dành thời gian để trả lời uh, Các cái câu hỏi của các anh chị em của chúng ta uh, Phần thứ hai thì chúng ta sẽ điểm lại uh, một số các cái phân tích kỹ thuật ở trong bản tin tuần video số 138 Ok À, thì trong cái bản tin này thì hùng cũng đã có phân tích tương đối khá là kỹ uh, những cái uh, tín hiệu kỹ thuật rồi một số các cái nhóm ngành rồi một số các cái uh, xu hướng về giá hàng hóa ở trên thị trường chứng khoán uh, uh, trên thị trường hàng hóa thế giới và chúng ta có phân tích uh, một cái uh, cái vùng một cái vùng rất là quan trọng đó, để thị trường chung của chúng ta tiếp tục đẹp thì nó cần phải thỏa mãn các điều kiện tiên quyết. Ví dụ index nó phải lớn hơn vùng 1245, lớn hơn vùng 1237, 1240. VN30 nó phải lớn hơn vùng 1262 đến khoảng vùng 1265 và phái sinh phải lớn hơn vùng 1253 đến 1255. Tức là gì? Tức là kim chỉ nam để chúng ta tiếp tục cầm nắm lại cổ phiếu thì index của chúng ta cần phải thỏa mãn được những cái điều kiện tiên quyết như vậy. VN30 cần phải thỏa mãn những cái điều kiện tiêu như vậy. Trong trường hợp nếu thị trường chung chúng ta giữ được cái trạng giữ được những cái vùng này thì đồng nghĩa với việc là nó duy trì một cái trạng thái tích cực. Ngược lại nếu để mất thì chúng ta sẽ chuyển à, sang trạng à, thái tiêu cực và cần phải có những cái hành động dứt khoát để bán bớt tỷ trọng cổ phiếu. Ok. Và những cái vùng dự test, ví dụ VN30 chúng ta sẽ dự test về ở quanh vùng 1262 đúng không ạ? rồi phái sinh ở 1256 và index ví dụ ở vùng 1245 và sau hơn ở vùng 1240 ví dụ vậy thì chúng ta sẽ nhìn lại đối với các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trong tuần vừa qua đó trong tuần vừa qua thì ví dụ như đối với chỉ số VN30 thì chúng ta thấy rằng là ở vùng 1262 rất là ok tức là gì? thị trường chung của chúng ta đã giữ được ở trên vùng 1262 đó là những cái vùng gì ạ? những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiên quyết của thị trường đó là vùng 1262 đến vùng 1265 các anh chị rất đẹp ví dụ vậy đó. Rồi, thì đối với chỉ số phái sinh đó, thì chúng ta có vùng 1253 đến 1255 thì chúng ta sẽ xem xem. Đó. Phái sinh ở đây, chúng ta có vùng 1253. 1253 đến khoảng vùng 1255 đây các anh chị. Đó. Và chúng ta có cái vùng dự test ở 1256 thì phái sinh của chúng ta cũng không có test về vùng 1256, tức là À, những cái biên hỗ trợ về mặt kỹ thuật của thị trường rất là khỏe luôn rất là khỏe luôn đó. Và cùng với đó thì chúng ta cũng có à, Ví dụ chỉ số VN Index của chúng ta Index thì chúng ta có nói đến Những cái điều kiện tiên quyết đó là gì Đó là phải lớn hơn vùng 1245 Và trong cái mục dự test thì cũng có nói đến Vùng 1245 và có thể dự phóng xuống Ở khoảng quanh vùng 1240 bảy thì các anh chị có thể nhìn thấy đây à, Vùng 1245 Ở đây các anh chị và gần như thì trong Tuần vừa qua thì Index của chúng ta cũng chỉ Về khoảng quanh vùng 1245 Điểm sâu nhất ở đây là 1247 các anh chị, trên vùng 1245, như vậy là cũng cực kỳ là khỏe luôn. Gần như cả tuần là thị trường của chúng ta đã nằm được ở trên vùng 1245. Và cùng với đó thì chúng ta có dự báo những cái vùng kháng cự kỹ thuật của nó. Ví dụ VN30, chúng ta có dự báo ở vùng 1290 đến vùng 1295. Đó à, thì chúng ta sẽ nhìn xem thử lại là VN30 ở trong tuần vừa qua thì chúng ta đã <laughs> Đây các anh chị, 1290 đến 1295 thì nó đạt được cái mốc gần vùng 1 1290 điểm ở đây thì nó bắt đầu gì ạ nó bắt đầu chỉnh cung ok đó à, về phái sinh thì chúng ta có dự báo là vùng 1275 đến khoảng vùng 1280 đó là vùng kháng cự thì phái sinh nó tạo gáp thì đây đó thì ít nhất là phái sinh thì chúng ta cũng trong phiên trong tuần thì có những cái điểm nó vượt lên khỏi vùng 1280 nhưng kết tuần thì nó đóng đúng cái vùng kháng cự tuần luôn ở vùng 1280 đây các anh chị như vậy là chúng ta cũng có một cái target nếu như chúng ta có đánh phái sinh thì chúng ta cũng hình dung được à như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể có một cái nhịp long phái sinh lên quanh vùng 1280. À còn đối với index thì cũng có phân tích ở đây, có dự báo cái kháng cự tuần nó nằm vào đâu đó khoảng vùng 1270 điểm ở đây các anh chị. Thì chúng ta nhìn thấy vùng 1270. Đây là vùng 1270 đây thì index chỉ lên được đến đâu đó khoảng à, vùng 1267 điểm, tức là khoảng tầm 3 điểm nữa mới lên được vùng 1270, như vậy là à, cũng suy soát đạt được những cái target kháng cự tuần đối với thị trường. Đó. Thì đấy là toàn bộ cái tổng quan về chỉ số thị trường ở trong tuần vừa qua. Và song song những cái tổng quan đó thì hàng ngày Hùng có những cái phân tích rất là quan trọng. Thấy anh chị cũng sẽ có những cái phân tích rất là quan trọng. Các cái phiên giao dịch để giúp cho anh chị em của chúng ta có thể nhận diện những cái tín hiệu kỹ thuật rất là quan trọng. Ví dụ như kết thúc để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ ba thì chúng ta sẽ chú ý những cái việc gì. Đó, vân vân, vân vân. Thì đấy là những cái những cái giá trị mà chúng ta sẽ được cập nhật uh, liên tục ở trên nhóm uh, trong cái quá trình của chúng ta đầu tư rồi uh, bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến một vài cái nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới như vậy thì ở góc độ thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là uh, thị trường của chúng ta đã đón nhận rất nhiều những cái thông tin lạc quan những cái tín hiệu lạc quan rồi những cái câu chuyện về đầu tư công rồi vân 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 và những cái triển vọng về nền kinh tế của Việt Nam ở trong quý 3 và quý 4 là rất là sáng, cái bức tranh đấy rất là sáng anh chị. đến thời điểm hiện tại nó là như vậy. cùng với đó thì chính phủ của chúng ta cũng đã có những cái biện pháp rất là cấp bách để giảm giá xăng dầu, giảm thuế và đưa những cái giá đưa đưa cái giá xăng dầu về tiệm cận đến những cái vùng hỗ trợ tối ưu như vậy cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được lạm phát, giúp kiểm soát được giá tiêu dùng và hỗ trợ rất lớn đến doanh nghiệp và rất nhiều những cái ngành 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 ngành, ngành nghề kinh doanh ví dụ như ngành vận tải ví dụ như ngành xây lắp ví dụ như ngành bất động sản các thứ và tất cả nó đều phải sử sử dụng những cái chi phí đó rất là lớn nó à, sắt thép nó cũng có những cái tín hiệu giảm thì đấy là những cái cái cái, cái căn bản để giúp cho chúng ta thị trường của chúng ta sẽ đón nhận những cái thông tin tích cực hơn tối ưu hơn và bức tranh về nền kinh tế Mỹ nó cũng đã phản ánh chỉ số Dow Jones cũng đã có một cái cái sự đột phá cái sự đột phá ở trong tuần vừa qua và nó cũng đã break được cái vùng 32.000, 33.200 điểm các anh chị Đấy là một cái cột mốc rất là quan trọng Và nếu như chỉ số Dow Jones uptrend, quay trở lại uptrend thì Đấy là một cái chỉ báo về mặt tâm lý để giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam có những cái sự khởi tác hơn Còn trên góc độ kỹ thuật thì Hùng vẫn tiếp tục đánh giá rằng Những đấy của chúng ta có thể tuần tới thì nó sẽ tiếp tục kiểm tra À, cái vùng 1250 điểm ở đây và xa hơn thì chúng ta sẽ vẫn có những cái vùng 1240 đến vùng 1245, đó là những cái vùng gì các anh chị? Đó là những cái vùng hỗ trợ thêm chốt phải nói như vậy. Nếu như thị trường của chúng ta vẫn giữ được những cái vùng đó, ok. Chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu để chúng ta chờ những cái cơ hội tốt hơn. Và À, trên cơ sở giữ được những cái vùng hỗ trợ thuật này thì chúng ta sẽ ngắm đến những cái vùng kháng cự của chỉ số vn index ví dụ ở sẽ ở khoảng vùng một và xa hơn sẽ là vùng một đến khoảng vùng một nghìn điểm ở đây đó còn đối với chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ ngắm như thế nào? Thì đối với chỉ số VN30 tuần mới thì cũng sẽ tiếp tục quan sát thêm cái sự vận động của chỉ số này ở quanh vùng 1270 đến khoảng quanh 1273 và cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây chúng ta vẫn lấy đó là vùng 1260 đến khoảng vùng 1262 xa hơn thì ở dưới này nhưng mà cái điểm xa hơn này thì chúng ta chưa tính bởi vì chúng ta phải tính ở vùng 1260 trước đó trường hợp thủng 1260 thì cái đó chúng ta mới bẻ kịch bản của thị trường đi sang một cái hướng khác và vùng kháng cự của VN30 thì chúng vẫn tiếp tục lấy ở vùng 1290 1295 và cái 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 đích đến của thị trường ở trong cái tuần mới có thể hướng về vùng cản 1300 đến khoảng vùng 1305 điểm đối với chỉ số VN30 đó đối với phái sinh và ừ, thế thì tuần tới thì chúng vẫn tiếp tục lấy chúng ta vẫn lấy cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 126 sâu hơn thì sẽ là quanh 1260 đến khoảng 1262 nó đồng pha với chỉ số vn30 và mục tiêu thì nó tiếp tục công cái vùng kháng cự tuần ở đây mông đã có đề cập ở đây đó là vùng 1280 1280 đó chúng ta vẫn tiếp tục tức là khả năng là nó sẽ trả cung chứ nó không thể là từ 1280 nó bứt lên lên được đâu khả năng như vậy theo quan điểm của như vậy đó, chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, công lại ở vùng 1280, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản ở vùng 1290, 1295 và hướng đến vùng 1300 đến vùng 1305 điểm trong tuần mới Như vậy thì uh, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh chúng ta sẽ cùng đồng pha ngắm ở vùng kháng cự 1300 đến khoảng vùng 1305 ở trong tuần giao dịch mới Và nhìn chung thì xu hướng thị trường À, tâm lý của thị trường hiện tại thì đang khá là tích cực và chúng ta cùng chờ đợi những cái tín hiệu bứt tốc của thị trường ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo à, rồi ok các bạn và tuần này thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và tất cả những cái câu hỏi các anh chị các anh chị có thể cứ comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần hùng lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị À, với một cái mục tiêu đó là chúng ta cùng đồng hành cùng chia sẻ cùng duy trì cùng phát triển ở trên cái chặng đường trên cái chặng đường mà chúng ta đang có cùng cái sự đam mê uh, có cùng cái sự uh, gọi là đam mê và sở thích đúng không ạ các anh chị thích đánh chứng khoán thì ông lê cũng thích đánh chứng khoán và chúng ta có cái gì uh, cho nhau được cái gì thì chúng ta sẽ cho nhau ok anh chị uh, để làm sao đó để chúng ta uh, thành công hơn để đó để làm sao đó để chúng ta Uh, trưởng thành hơn và để làm sao đó để uh, chúng ta phát triển cùng với cái Quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm đến khoảng 10 năm tới Đó là mục tiêu Ok anh chị